Ô, cái chân váy ấy cầm hết xuống đây chưa đấy? Cái chân váy dài của mã ấy 218 à? 21 mấy, ý là cái 218 con chân váy mà khuy bé hơn ấy. không bao giờ cái hạnh ôm ba cái ở đâu ra được Đấy, không nhỉ? sao lại lấy hết cả mẫu ở đây đi rồi. Thôi nhỉ, chuyển là cái mặt nó lộn mề lên này này. Ôi giời, thế em vừa chạy sập xuống đi làm để vừa rũ ra. Em chết. Hello, hello chị Vũ Phượng. Em chào tất cả mọi người. Hello chị Phượng nhá. Chị Ly Trảm ạ, chị Thu Hiền ạ. Mỗi chị vào like cho em xin mỗi chị một hai lượt chia sẻ các chị nhá. Chấm bài và chia sẻ like cho em với ạ. Cái máy bên này nó sao nhỉ? Nó có bị xóa sáng lóa ở trên đấy nhỉ? Hello chị à, sao tối thế á? À, hôm nay thích tặng quà không đồng, thích tặng cái gì tặng luôn, cứ vào chia sẻ like cho em đã. Tặng quà không đồng thì nhận, tặng quà không đồng thì cứ comment cho em. Chị nào muốn tặng quà không đồng thì cứ comment cho em rồi chia sẻ like cho em rồi comment là được. Đấy, comment chia sẻ like cho em với ạ. Sao em hay là cái máy này đặt nhầm chỗ? Nhầm đâu, nó chỗ nào vẫn Sao chưa nó đặt lóa thế? Đỡ hơn đấy. Chị nào muốn nhận quà không đồng thì cứ comment cho em nhé. Quà không đồng kèm số điện thoại. À, hàng đẹp à chị Nguyễn Thị Nụ, em cảm ơn quá nhá. đâu đẹp này đây, chị lại chỉnh đi, Thế à? thế là do chị nhìn rồi. Hay chắc là do máy chị rồi. Chị nhìn cảm giác nó cứ Vâng, lo đẹp lóa. như này Ở mà đấy cái máy ba đấy gì? vâng xinh mà. Cái máy ba tương tác tốt hơn rồi đấy. À, lên váy à, ok. Tặng quà không đồng kèm số điện thoại. Tất cả cái mã hàng các chị này hôm nay đặt gì nhà em, các chị comment cho em xin số điện thoại nhé. Mã hàng kèm số điện thoại cho em ạ. Thiếu mất cái vòng tay tháo ra để ở trên nhà lại chả cầm lên đây, đây còn một cái rồi, ok. Chị nào muốn nhận quà không đồng thì cứ comment cho em tặng tè tèn tèn luôn, với điều kiện là các chị phải chia sẻ like cho em. Như kiểu ánh sáng ý em ơi à. Tốt mà chị, em đang thấy các máy đều 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 rồi đấy. Máy bên này tương tác tốt hết rồi nhỉ. À em ơi tặng chị một lần đi à. Rồi ok, chia sẻ like cho em. Vấn đề là chia sẻ like cho em đã. Chị chả chia sẻ cho em lần nào. Cứ đòi em tặng quà. Em tốt với các chị không tốt lại em gì cả thế. Tặng quà không đồng à. Đấy em đang live stream ở tất cả là đang ba trang page nhá. Các chị nào nhìn thấy em ở đâu thì chia sẻ cho em ở đấy nhá. Chia sẻ like chấm vào bài cho em với ạ. Chân váy len này đẹp quá. Ừ, tí nữa. À, tặng chị đi à, tuần này chị mua nhiều à, chia sẻ like cho em kèm số điện thoại là được. Các chị à, chân váy len mấy tiền? À, chân này có mỗi ít thôi chị ơi. Chân này không phải chân sáng nay em đăng đâu, chân sáng nay chị đăng là chưa về. Con này chân váy len này em tặng giá tốt các chị nhá, con này em không bù được hàng. Nhưng mà chất len đẹp. Chất len đẹp lắm, sang lắm. Đấy, chất len thì nó có co giãn nhiều, màu nâu tây với cả màu đen. Con này em tặng nốt các chị 140 đi, cho vui vẻ nhá. Đấy, chia sẻ like cho em với ạ. À, cho em xin mỗi chị một hai lượt chia sẻ nhá. Chân váy len thì quá đẹp rồi. À, chị Thu Thủy à, chia sẻ like cho em chưa ạ? Các chị nhá, nhà em đang lọc đơn bằng máy tính ý ạ. Tất cả các chị mình comment mã hàng và để lại số điện thoại cho nhà em. Được chưa ạ? Nhà em sẽ lọc đơn qua máy tính cho các chị, tặng quà không đồng à. Chia sẻ like cho em, đáng nhẽ như ở hôm nay lên bán hàng luôn. Nhưng mà thôi, lên tặng quà đấy nhá các chị nhá, 10 phút nhá. Tặng các quà chị chia 10 sẻ phút đi đi ạ. ạ. Chị nào chia sẻ nhỉ? Được chưa ạ? Các chị nào có logo người chia sẻ ạ, cho em xin mỗi chị hai lượt lên trang cá nhân, hai lượt lên các hội nhóm ạ. Tổng lượt chia sẻ cho em là xin 4 lượt là ok. Được chưa ạ? Tặng quà không đồng ạ. Chân váy sáng nay đang chưa có về hàng đâu chị ơi, chưa có về hàng. Cứ từ từ ạ, cái chất len của nó đẹp ạ. Đấy, tặng quà không đồng kèm số điện thoại cho em ạ. Và có logo người chia sẻ các chị nhá, logo người chia sẻ nhà em sẽ nhìn thấy các comment của các chị. Để lại số điện thoại ạ. Áo em mặc có 125.000 luôn. Áo em mặc 125.000 luôn. Các chị nhá. Đẹp lắm luôn, chân váy đẹp nhỉ? 388
chân váy này đẹp quá luôn đấy các chị này. Chân váy đẹp. Nó xẻ mà xẻ thấp. Đẹp lắm mà co giãn. Mặc sướng luôn, mùa này mặc chân váy len là quá đẹp luôn rồi. Áo em mặc là mã gì nhỉ? Rồi ạ, à, em chờ các chị chia sẻ like cho em và em lên bán hàng nha các chị nhá. Áo em đang mặc 125.000, 372. Mã của em Lan đang mặc là 372, kèm số điện thoại em nhận đơn hàng 372 ạ, à, chờ các chị chia sẻ, đủ lượt chia sẻ cho em ạ. Và chơi gì nhỉ? Comment cho em Lan xin chữ thì à? Tặng quà không đồng kèm số điện thoại. Tặng quà không đồng kèm số điện thoại cho em. Được chưa ạ? Đấy, mỗi chị vào like cho em xin mỗi chị 1-2 nút chia sẻ nhá. 10 phút đầu like đi ạ, à, để chờ các chị comment tặng quà. Chị ơi, chị nào comment đủ rồi, chia sẻ đủ rồi thì comment cho em là gì nhỉ? Tặng quà không đồng kèm số điện thoại cho em. Tặng quà không đồng và kèm số điện thoại. Áo em mặc thì các chị lên đơn là 372 kèm số điện thoại. 372 kèm số điện thoại 125.000 nhá. Chị Trịnh Thu ok em chốt đơn hàng. Đấy các chị ơi, kể cả tí nữa các chị có dồn đơn thì các chị cũng phải comment được mã hàng kèm số điện thoại nhá. Mã hàng dồn số điện thoại ạ. Tặng quà không đồng cho chị Thu Thủy ạ. Em ghi những cái quà không đồng cho chị về nào. Chị Thu Thủy ok ạ, số điện thoại ạ. Rồi ok. Chị Thu Thủy nhá, số điện thoại đuôi là 199 đúng không ạ? Tặng quà không đồng kèm số điện thoại cho em. Tất cả các comment có số điện thoại thì em sẽ lọc được và tặng quà cho các chị mình. Tặng quà không đồng kèm số điện thoại cho em ạ. Trời ơi, hôm nay em lên bán gọi là xả hết luôn. Nhiều mã đẹp, rẻ. Áo em mang mặc 125.000 luôn ạ. 125.000 size đến 65 cân chốt đơn hàng. Đẹp ơi là đẹp luôn. Hàng này bây giờ cũng không có để nhập luôn. Tặng quà không đồng kèm số điện thoại ạ. Các chị ơi, đủ cho em xin 4 lượt chia sẻ ạ. 2 lượt lên trang cá nhân, 2 lần lên các hội nhóm. Tổng lượt chia sẻ cho em đang xin 4 lượt là ok. Đấy. Chị Hồng An là ok, tặng cho chị Hồng An luôn ạ. Đủ lượt chia sẻ cho chị ơi. Chưa được tặng quà bao giờ à, chị Linh Vũ? Chưa được tặng quà bao giờ, chia sẻ cho em đi ạ. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em, đầu like nào em cũng tặng quà. Hôm nay tặng cả chị không được thì mai lại tặng tiếp. Comment nhiệt tình cho em xin số điện thoại đi các chị. Hôm qua chưa gọi, nhà em chưa gọi hết đâu chị ơi. Nhà em chưa gọi hết ạ. Hôm qua nhà đơn nhà em vẫn còn đang rất là nhiều, các bạn vẫn đang gọi. Các chị chia sẻ bài cho em về nhá. 372 dồn đơn hôm qua được ạ. Dồn đơn hôm qua nhưng mà với điều kiện là chưa chốt đơn thì được. Chị nhá, dồn đơn hôm qua chưa chốt đơn thì được. Chứ còn nếu chốt đơn rồi ấy ạ. Còn hàng ạ, chị Đoàn Hệ ơi còn hàng nhá. Tất cả các mã hàng ạ, các chị ơi, để mà không sót đơn ấy ạ, các chị phải comment được mã hàng và số điện thoại chuẩn cho em. Được chưa ạ? Mã hàng và số điện thoại nhà em sẽ lọc đơn bằng máy tính. Thành ra là nếu như các chị mình không comment rõ mã hàng thì sẽ bị sót đơn đấy ạ. Với số điện thoại ạ. Thế ạ. Các chị comment cho em xin số điện thoại là tặng quà không đồng kèm số điện thoại cho em. Hôm qua gửi số hàng chưa mà không chốt đơn á. Chị Tú Đạt ơi, hôm qua nhà em vẫn đang chốt đơn chưa xong. Nhà em chốt đơn chưa xong ạ. Đói đơn, tất cả đơn hôm qua mà chưa được gọi thì các chị mình cố gắng chờ, hôm nay nhà em sẽ đang gọi nốt. Được chưa ạ? Tặng quà không đồng, váy len còn hàng vừa về chị ơi. Đẹp ạ. Chị Nguyễn Yến à, số điện thoại cho em ạ. Chị Nguyễn Yến lên số điện thoại đi, chị Nguyễn Yến ạ. Chị Nguyễn Yến lên số điện thoại là tặng quà không đồng kèm số điện thoại cho em ạ. Tặng quà không đồng và kèm số điện thoại, nhớ là phải chia sẻ cho em đang xin 4 lượt chia sẻ. Lên trang cá nhân 2 lần, lên hội nhóm 2 lần. Chân váy quá đẹp luôn ạ. Em tặng các chị 140.000 chân váy. Chân váy len này bây giờ không có hàng để nhập đâu. Cái này em còn sót một ít, tháng này em lọc được. Đẹp dã man luôn. Các chị nhá. Đấy. Đẹp ơi là đẹp luôn ạ. Chân váy len, chị ơi, chân váy của em nó là chân váy len. Con này mặc lên cực kỳ xinh luôn. Chốt sáng nay rồi không dồn được đâu. À, chốt sáng nay thì không dồn được nữa rồi chị ơi. Chốt sáng nay thì không dồn được nữa chị nhá. Tại vì là gì ạ? Nhà em dồn nó rất là khó, bây giờ đơn hàng nó lẫn rất là nhiều. Thực ra lượng đơn như hôm qua nhà em gọi chốt đơn bây giờ vẫn chưa xong. V4 màu dài tay còn hàng ạ. Chị ơi, lên 4 đơn là V4 kèm số điện thoại cho em có hàng. V4 kèm số điện thoại. Chị chưa bao giờ được tặng á, chia sẻ like cho em chưa ạ? Tất cả các chị là khách quen, các chị ủng hộ em là em đã vui lắm rồi. Đấy, cố gắng nhá, chân váy em đang mặc ạ. Chân váy này các chị comment là chân váy gì nhỉ? Chân váy len kèm số điện thoại. Chân váy len kèm số điện thoại cho em nhá. Và kèm số điện thoại vào chuẩn mã. Tí nữa các chị dồn đơn, các chị cũng comment mã hàng và số điện thoại kèm chữ dồn đơn là máy tính sẽ dồn đơn cho các chị mình, không là bị sót đơn đấy các chị nhá. Chiều gọi điện ạ, có nhà em có gọi nhá. Nhà em lên bán hàng nhá, tất cả những chị nhà em đã đọc comment nhá. Đọc comment mà tặng quà thì các chị inbox sang mét cho em, hoặc là cái gì ạ,
hoặc là nhà em sẽ gọi điện để tặng quà cho các chị mình. Ok chưa? Váy len bao nhiêu cân ạ? À, chị ơi, váy len này thì bao nhiêu, 60-65 cân đều vừa. V4 là chị Nguyễn Nga, màu đen, ok nhá. Nhà em lọc đơn bằng máy tính nhá. Các chị ơi, cố gắng comment số điện thoại chuẩn và mã hàng chuẩn, không là bị sót đơn ạ. Hôm qua mà chưa gọi thì là nhà em chưa gọi hết đơn. Con này là em còn ít thôi. Em ơi, mã này còn nhiều không? Chị quên lên số điện thoại đi ạ. Con này đẹp lắm luôn đấy các chị ơi. Váy len ạ, em tặng các chị mình bao tiền nhỉ? 140 là hàng em còn, em tặng thôi nhá. Con này chị không bù được quên hàng. Lên số điện thoại đi chị Quyên ơi. Có số điện thoại nhà em mới chốt đơn được. Em nói lại một lần này, tất cả các mã hàng em biết là các chị là khách quen, nhưng mà máy tính lọc đơn, máy tính lọc đơn và không có số điện thoại không lên được đơn hàng đâu. Các chị nhá, cố gắng thông cảm giúp bên em với ạ. Mã hàng là kẹo giảm cân kèm số điện thoại ạ. Chân váy len kèm số điện thoại ạ. Con này em còn ít thôi, em còn màu đen với cả em còn màu nâu. Còn bằng đấy rồi à? Nâu với đen. Nâu với đen, đâu em? Ừ. Rồi ok. Đấy, chân váy len và kèm số điện thoại giúp em. Con này là không bù được hàng ạ. Em tặng các chị là giá 140 nhá. Bây giờ nhập vào cũng không có hàng luôn ạ. Đấy, chị Quyên ơi, comment rồi rạc như vậy là không chốt được đơn đâu nhá. Các chị ơi, mã hàng kèm số điện thoại cho em ạ. Thì máy tính nó mới lọc vào cho các chị được. Đấy, tại sao các chị cứ bảo là bị sót đơn là vì là gì nhở? Các chị comment rồi rạc quá không chốt được đơn ý. Giờ rồi rạc là kiểu như là nó bị sót ý các chị. Nhá, mã này các chị lên đơn cho em. Váy len, ủi con này áo này còn không? Con này đẹp lắm, con áo len này mỗi tội là bé này. Con này mặc với chân váy len cũng lên cực kỳ, set len cực kỳ đẹp luôn. Mã này còn màu gì? Chỉ có trắng thôi đúng không? Hầu như còn màu trắng. Màu trắng các chị ạ. Bộ có khóa rêu vàng còn hàng. Chị ơi, 244 còn hàng nhá. 224 em còn hàng. Mã này lên đẹp cực kỳ. Em lên thử với chân váy len cho các chị xem. Váy len ạ. Váy len em vừa mới về xong đấy chị ơi. Váy len. Con này, chân này thì đẹp nhưng mỗi tội là không bù được. Áo em đang mặc, các chị comment mã hàng ạ. Mã hàng áo em đang mặc thì các chị comment là gì nhở? 372 kèm số điện thoại, 65 cân vừa chị ơi. 65 cân, mùa này mặc chân váy len là quá đẹp rồi. Quá là xinh luôn đây, mặc chân váy đen của màu chân váy len của màu đen. Chân này nó sẽ dài như này nhá. Chân dài nó rất là tôn dáng luôn đấy ạ. Đấy, được ạ. Áo thì quá đẹp rồi. Áo nó là hàng có cốt cái gì nhỉ? Thun lưới hai lớp của Quảng Châu. Bộ thể thao có, cổ tròn em có nhưng mà ít nên chị nhá. Mã các chị comment là 372 kèm số điện thoại là áo 125.000. 65 cân đổ lại em chốt đơn hàng. 65 cân mã này ạ. Chân váy len của màu đen. Cái gì em? Cái gì? Mã hàng kèm số điện thoại ạ. Các chị lên bộ thể thao hay chị lên gì thì báo em ạ. Áo này của nó sẽ là 65 cân. 45 đến 65 cân em bao đẹp luôn. 45 đến 65 cân. Bao đẹp cho các chị mình. Co giãn và hàng có size. Được chưa ạ? 372 và kèm số điện thoại. Váy len em đăng váy len chị đăng. Có hàng chưa nhỉ? Đây. Trời ơi, con này là các chị mong ngóng lắm đây đúng không? Đang muốn xả những cái mã hàng lẻ ấy các chị. Xả nhưng đang mặc con này trước đi. Mặc con này không, các chị mình ngóng con này lắm rồi. Ngóng con này lắm rồi đây ạ. Váy len ạ, váy len trơn nhá các chị ơi. Váy len trơn giúp em ạ. Không có gì nhỉ? Không có khoác. Cho chị xem bộ thể thao đi em Lan ạ. Ok chị nhá. Chị 1m50 có dài quá không á? Ôi chị ơi, bây giờ nó đang mặc chân váy dài nhiều. Trời ơi, các chị ơi nhìn cái váy cho em này. Nhìn cái váy cho em này. Nó đẹp nhức nhối luôn ạ. Các chị săn nhanh mã này nhá, có ít lắm. Có ít mà em bán giá tốt rồi. Có ít mà em bán giá tốt ạ. Bớt mã này lên bộ. Cái gì cũng muốn bán nhá các chị ạ. Cái gì em cũng muốn bán. Váy này là giống như con canh đang mặc này. Len trơn kèm số điện thoại giúp em ạ. Mẫu này là len trơn đúng không? Len trơn và len có khoác đúng không? Cái kia là set len ạ. Ôi quá là đẹp luôn nha các chị ơi. Không bỏ, không uổng công. Các chị chờ bộ này, váy này mấy bao nhiêu hôm rồi đúng không? Bao nhiêu hôm rồi, chất nó đanh đẹp quá cơ. Em chưa cả mặc mẫu đâu. Nó vừa về hàng, con này điều chỉnh dây ở eo. Thành ra 65-67 cân vẫn vừa. Đấy điều chỉnh, ơ cái máy bên này lốp thế. Chị cảm giác là nó có bị lốp lốp nào ấy. Không, cứ đứng xa là nó lại, đứng gần là nó lại thế. Đứng xa là nó lại thôi. Mã này quá đẹp luôn. Quá đẹp luôn ạ. Sang cực kỳ luôn ạ. Màu nâu này là màu nâu gì nhỉ? Màu nâu này là màu nâu, nâu tây. Nâu tây. Nâu tây ạ. Rất là đẹp luôn các chị nhá. Cực kỳ sang và cực kỳ ấm ạ. Váy như chị đang mặc 64 cân, comment như vậy là gì nhỉ? Rồi ok ạ.
Các chị ơi, mã này ạ. Các chị để mong bao nhiêu hôm rồi đúng không? Mã quy đi để lọc. Mã này đúng không? Lọc thành quy. L đi em. Lại trùng với em mới không, lên. Tất cả mã cũ bỏ qua. L1 váy len. Hay là lên A1. A1 cũng được. Ừ. Mã này ơi, các chị ơi. Mã này các chị lên đơn cho em đang là A1 kèm số điện thoại cho em. Hay là VV thì nó sẽ liên quan đến váy. Váy đi. V đi. V lại vào vét. Ờ. Thôi cứ váy len thì trơn. Len trơn kèm số điện thoại. A1 kèm số điện thoại cho em. A1 và kèm số điện thoại em chốt đơn hàng. Các chị ơi, nó đẹp ơi là đẹp, giá em không phải lo này. Các chị ơi, không phải lo giá là cái thứ nhất. Cái thứ hai là chất các chị không phải lo. Mã này em mong hàng bao nhiêu hôm rồi hôm nay mới về được. Nó đẹp nhức nách luôn. Nhà ai bán bao nhiêu em không biết, nhưng mà em bán cho các chị mình 310.000. Bắn nhanh và luôn cho em chất len ép đẹp vào Quảng Châu. Mã này các chị comment là A1 kèm số điện thoại em chốt đơn hàng. Màu đỏ tươi đậm ạ. Màu đỏ tươi nhưng mà nó là tươi đậm nhá. 310.000 ạ. A1 kèm màu nâu tây. A1 em có màu đỏ ạ. Em có màu đen ạ. Mã hàng là A1 kèm số điện thoại ạ. A1 kèm số điện thoại. Chị ơi tối không nhìn rõ. Trời ơi. Màn hình em sáng mà. Các chị mình còn nhìn rõ sáng như nào nữa. A1 ạ. Các chị ơi, mỗi chị cho em xin mỗi chị 1-2 lượt chia sẻ nhá các chị nhá. Chấm bài và chia sẻ like giúp em với ạ. Cái máy chính cơ, cái máy 1 cơ. Các chị đang kêu tối ở đấy. Hello chị Lan Vũ ạ. Màu đen này. Đây của nhà em nó sáng như này mà. Màn hình chắc là máy các chị rồi. Sáng bừng bừng này quá đẹp luôn. A1 kèm số điện thoại giúp em ạ. A1 và kèm số điện thoại các chị nhá. A1 kèm số điện thoại nâu tây ạ. Màu đen ạ. Và màu gì nhở? Và màu này em gọi là màu be đi các chị. A1 kèm số điện thoại em chốt đơn hàng. Đấy, để mai em đấu thêm điện xem nó như nào. Bây giờ mấy chục bóng rồi. Chân váy đen á, chân váy đen là mã vừa nãy rồi, ok. Chân váy đen vừa nãy là chân váy len ạ, len đen nhá. Mã này các chị mình hóng mã này đúng không? Chuẩn như mẫu em đăng bài. Con này quá đẹp và sang luôn ạ. Quá đẹp và sang. Đẹp lắm đúng không ạ? Mã này thì quá xinh rồi. Mã này các chị lên đơn là A1 kèm số điện thoại em chốt đơn hàng 40-65 cân. Đây ạ, nó sẽ có một cái vạt trang trí ở đây này các chị này. Nó sẽ không bị lộ cái vòng bụng của mình. Chưa ạ? A1 kèm số điện thoại ạ. Chị Thanh Hà ơi, phải đặt kèm đơn mà. Kèm đơn không kèm có số điện thoại ạ. Mã và kèm số điện thoại nhé, em mới lọc được đơn các chị ơi, đừng comment rời rạc quá nhá. Mã hàng là A1 kèm số điện thoại em lên đơn hàng 310.000, nâu tây em đang mặc ạ. Đấy. Đấy, máy bên này chị đang kêu mờ lắm, sẽ do điện như nào. Chán nhờ, sao lại mờ lắm là như nào chị? A1 đi các chị, lên đơn hàng kèm số điện thoại cho em ạ. Có bộ khoác ngoài là váy khoác ngoài, nó là A2, chờ em một tí. A2 nó là có khoác ngoài. A1 cho chị Thanh Trà, ok ạ. Nó đẹp ơi là đẹp luôn đấy các chị ơi. Dây rút ở eo nhá. Dây rút điều chỉnh ở eo ạ. Như thế này, được chưa? Rõ nét. Các chị mình gì? Bụng to ấy, cũng sợ không bao giờ phải lo những con này. Không. Thứ nhất là đẹp sang, được chưa ạ? Máy bên máy 3 này của em đang bị mờ. Các chị đang kêu bên máy 3 nó mờ ấy. Đẹp quá là đẹp luôn ạ. Lên đơn mã hàng là A1 kèm số điện thoại em chốt đơn hàng. A1 và kèm số điện thoại. Đây em đang mặc là màu nâu tây. Các chị bỏ qua mã này tiếc lắm. Số lượng hàng không có nhiều. Bao đẹp luôn, được chưa ạ? Chất đanh đẹp quá. Ủa chết rồi. Quên chưa chuyển tiền hàng rồi. Không có máy nào mờ cả. Không có máy mờ đúng không? Máy 3 đây, màu đẹp. Ờ màu đẹp thế mà. Chị kia kiểu gì? Điện thoại các chị cho sáng màn hình lên. Các chị cho sáng màn hình lên là được. Mã cho em là A1 kèm màu nâu nhá các chị ơi. Hoặc là tí nữa các chị lấy màu nào các chị comment màu đấy. Con này dây rút ở eo như này. Sẽ có cái vạt trang trí như này thì các chị không sợ lộ khuyết điểm. Ok em sang màu luôn ạ. Mã cho em và kèm số điện thoại. A1 kèm số điện thoại ạ. Nâu này. Nâu tây này, đỏ đô này. Đỏ tươi nhưng mà nó là màu tươi đậm. Đứa nào buộc cái váy duyên thế. Chất nó rất là đanh luôn đấy các chị ơi. Chất nó đanh đẹp lắm, không phải lo gì. Không phải lo gì, chất đanh đẹp lắm ạ. Mã là A1 kèm màu. Cái chân váy ở dưới nó là dập ly nhá các chị nhá. Nó có dập ly ạ. A1 kèm màu đỏ. Chất đanh cực kỳ luôn ạ. A1 ạ. Thì em cũng chẳng biết kiểu gì, thôi thì cố xem đi chị nhá. Mai nhà em đấu thêm điện lại xem nó kiểu gì.
A1 kèm số điện thoại giúp em ạ. A1 ạ. 310 chị ơi, 310.000. Không phải lo gì giá, không bao giờ phải lo giá. À, tí nữa chốt đơn một con tặng cho các chị mình mã này nữa, xuất sắc luôn. Đấy, chờ chị kiếm cho chị một cái con chân váy nào nhỉ? Con chân váy 217 218 để chị mặc với cái con áo len đen. Đẹp lắm rồi ạ. Bộ thể thao chị chờ em một tí, em lên mã váy đã. Các chị lên đơn mã này, lên đơn là A1 kèm số điện thoại đỏ của nó. Nó là màu đỏ tươi nhưng mà tươi đậm nhá các chị nhá. Đấy, đỏ tươi đậm. Các chị thích thêm khoác thêm áo lông, áo da gì ở ngoài đều ok. Được chưa ạ? Mã và kèm số điện thoại em lên đơn hàng. Lên đủ màu cho các chị mình xem. Mã lên đủ màu ạ. Em nhìn cái mắt chị nhá. Chui ra chui vào. Tóc hết cả tóc lên. Ok, sang váy tí nữa đi. Mát thế mới béo. Mát da mát thịt. 310 chị Diệu Linh ơi, 310.000. Con này là đẹp nhức nhối luôn, màu đen ạ. À. Màu đen 310.000. Mỗi chị cho em xin một lượt chia sẻ và chấm mỗi chị chờ vào like cho em xin mỗi chị một hai lượt chia sẻ các chị nhá, chấm bài chia sẻ like cho em với ạ. Các chị mình ưng màu nào chốt màu đấy ạ, bỏ qua mã này tiếc ạ. Đấy, màu đỏ chị Linh Vũ ok, chốt A1 ạ. A1 của em có màu đen này các chị ơi. Chất của nó là len ép nhá. Quá là đỉnh. Nhìn em đăng mẫu như thế nào thì ở ngoài nó như vậy luôn. Ở thậm chí là ở ngoài còn đẹp hơn đấy các chị. Ở ngoài đẹp hơn bởi vì là lên like nó không được rõ ấy các chị. Nhìn nó không rõ. Chốt đôi mình lên A1 cho em kèm số điện thoại. Cao 1m48, không dài đâu chị ơi, không dài đâu ạ. Chưa gọi chị ơi. Chưa gọi à? Chưa gọi đâu chị Vi Hường ơi, tại vì các bạn vẫn còn đang sốt đơn. Tại chị ở đâu chỗ? Bộ này chị mua rồi rất ok ạ, à. Em cảm ơn ạ. Chị Vi Hường lấy một cái lạp sườn ạ. Ấy, dồn đơn tí nữa chị báo nhân viên ở bên em nhá. Đấy, tại vì là các đơn hôm nay vẫn còn quá nhiều nhưng mà em vẫn like đấy. Đấy, vẫn like, hôm nay nhà em đang lọc bằng máy tính hết. Đấy, em lên em like thử xem là các chị mình đơn từ kiểu gì. Lên like một lúc lúc thôi. Lượt này mà like vào máy tính mà sót đơn. Đấy. Đấy các chị nhá. Mã này các chị comment là gì nhở? A1 kèm màu đen. A1 kèm màu đen ạ. A1 kèm màu đen hoặc là lên số điện thoại cho em ạ. Rồi ok chị. Tại vì là vừa nãy các bạn ấy bảo là gì nhở? Còn tận mười mấy trang nữa. Mỗi bạn một còn mười mấy trang là hơn 20 trang chưa gọi hết. Hơn 20 mặt giấy các bạn chưa gọi hết đơn. Chẳng qua là em lên like thì em cứ lên thôi. Đấy các chị nhá. Rồi ạ, các chị ơi, A1 kèm số điện thoại nhận đơn hàng 310.000, còn mỗi màu gì nhở? Còn mỗi màu bên em lên nốt nhá. Chất của nó đanh lắm các chị, chất đanh đẹp. À hôm nay có một cái bộ này rẻ mà đẹp. Có bộ rẻ mà đẹp, bộ ong đẹp lắm. Bộ ong đẹp lắm luôn ạ. Trời ơi, muốn điệu cũng không điệu được ấy. Thành ra là nhiều nhà livestream nó cứ buộc vòng cái tóc lên. Nó buộc bằng dây nịt luôn. Nó buộc bằng dây nịt ạ. Màu này màu be ạ. Có bộ thể thao nữ không ạ? Nhà em nhiều bộ thể thao luôn chị ơi. Nhiều bộ thể thao. Chuyên đồ nữ và bộ thể thao quá nhiều luôn. Ôi đẹp quá. Màu này cũng cực kỳ xinh luôn này các chị này. Màu này em gọi là màu be đi các chị nhá. Nó là dạng màu nâu sáng ấy. Nhưng mà em cứ gọi là màu be. Đấy chưa ạ? Màu be ạ. Mã này các chị lên đơn là A1 kèm màu be. Bằng màu là em lên luôn rồi. Mẫu có khoác ngoài thì em lên sau nhá. Bây giờ em lên một mã gì nhỉ? Mã bộ ạ. À. Siêu phẩm à. Mã này siêu phẩm. Chị nào hôm qua chưa săn được, hôm nay săn. Lên bộ thể thao bây giờ lên luôn đấy chị ạ. Bây giờ lên luôn ạ. Áo siêu phẩm của nhà em hôm qua mà chị nào chưa ngoan mà chưa được tặng, hôm nay em tặng. Chị nào ủa gì này. Cầm cái áo nó như kiểu pha lê ấy. Đấy. Đẹp dã man luôn ạ. Đẹp dã man luôn ạ. Áo này các chị ơi, dơ lên đã có một màu đen duy nhất thôi. Rồi A1 có màu đỏ đây chị ơi. A1 đây, bảng màu của A1 chị nhìn hộ em ạ. Chị Hoàng Dương ơi, nhìn A1 đen này. Màu ạ. Màu đỏ ạ, ngoài em đảm bảo là đẹp hơn. Đẹp hơn cả cái ảnh mẫu của em đăng luôn. A1 kèm màu nâu tây và A1 màu be em đang mặc trên người. 310.000 đồng. 310.000, ok em qua mãn luôn nhá. Đấy, váy tẹo nữa lên lại cũng được. Này đẹp dã man luôn, chất thì gọi là chất như nước cất luôn. A1 kèm số điện thoại. Cho chị cái chân đẹp bé. Đấy, này bù hàng luôn.
là đến 65 cân chốt đơn hàng. 591. Ôi, các chị ơi, áo ạ. À. Áo này các chị ơi, chị nào chưa săn được hôm nay săn và bỏ qua mã này là các chị quá tiếc luôn. Vì con này nó quá xinh luôn. Mã này lên đơn là gì nhỉ? 591 kèm số điện thoại. Em có bộ thể thao đen, trời ơi, hàng đẹp lắm luôn, 550. Chị đặt hàng không chốt đơn. Là như nào nhỉ? Chờ. Là như nào? Đặt từ bao giờ mà chưa chốt đơn chị ơi? Đặt từ bao giờ mà nhà em chưa chốt đơn? Thì đặt lại cho em, hoặc là bị sót đơn như nào rồi, hoặc là các chị không nghe điện thoại. Trời ơi, con siêu phẩm này các chị ơi, săn nhanh cho em ạ. Tặng mỗi chị cái giá quá tốt luôn, mà các chị tham khảo thoải mái xem nhà ai bán được cái giá này. Mà hàng của nó là đẹp nhức nhối luôn ý ạ. Con này nói chung là được khoảng 100 chị luôn. Được khoảng 100 chị nguyên màu này thôi ạ. Một màu đen, thân cốt tông và ép đá hoa đẹp như này, 185.000. 591 kèm số điện thoại chuẩn mã hàng cho em các chị nhá. Chị Hương Thảo Phạm, ok em chốt 591 ạ. 591 kèm số điện thoại. Chị Hồng ơi, chị đã chưa gọi đến đấy, chứ không gọi đâu ạ. 2 ngày chị đặt váy len mà không chốt đơn. Rồi hôm nay nhà em vẫn đang chưa chốt hết. Đơn hôm nay vẫn chưa chốt hết ạ. Chị Vi Điền ok ạ. À. Chị Lục Hồng ơi, chiều nhà em gọi nhá. Cố gắng để ý điện thoại cho bên em với ạ. À. Mã này các chị lên đơn là 591 kèm số điện thoại ạ. À. Hôm nay tặng tiếp. Hôm nay chị nào ngoan ạ. À. Tất cả chị nào ngoan em tặng con này. Em nói thật là nhà ai bán rẻ nhất là 195.000. Em cộng đúng 5.000 đồng. Còn nhà ai bán nữa là hơn 200.000. Đấy, em cộng một vài nghìn thôi. Con này thì các chị mình không phải lo, kiểu cách của nó quá đẹp luôn. Mã hàng lên đơn là 591 kèm số điện thoại. Mặc một mình nó đẹp và mặc bên trong áo nào cũng rất là đẹp luôn ạ. Đấy, mã là 591 kèm số điện thoại ạ. Bộ thể thao canh mặc giá bao nhiêu ạ? 370.000. Bộ thể thao canh mặc là 370.000 đồng. 591 kèm chị số điện thoại ạ. Lên số điện thoại tất kia. Cả các comment ạ. Mã hàng em nói luôn này, không có số điện thoại máy tính không lọc được đơn, bởi vì nhà em lọc đơn qua số điện thoại. Cho nên là các chị mình dồn đơn thì mã sau các chị cũng phải comment là mã hàng kèm chữ số điện thoại và dồn đơn. Đấy thì mới dồn được vào nhau được các chị nhá. Mã hàng cho em là 591 kèm số điện thoại, em nhận đơn hàng. Tặng các chị giá 185.000. 185.000. 591 kèm số điện thoại em nhận đơn ạ. 591 cho chị Lý ok ạ. Chị gì nhở? Chị Nguyễn Tho ok, em chốt 591. 185.000. 185.000. Chị Vân Nguyễn ok, em chốt 591. 591 kèm số điện thoại ạ. 65 cân đổ lại các chị chốt vừa. 66 cân đổ lại ok luôn ạ. Mã hàng kèm số điện thoại cho em ạ. Đá của nó sáng như này cơ các chị ơi ạ. Nó sáng và kiểu cách của nó cực kỳ đẹp. Các chị mình kể cả mặc bộ thể thao vào nhá. Các chị mặc bộ thể thao vào ấy ạ. Các chị khoác vào nó hở cái cổ, hoặc mặc cái áo vest vào nó cực kỳ đẹp luôn. Chị Hồng Huê ok, 591 ạ. 591 kèm số điện thoại. Tất cả các mã hàng các chị không kèm được số điện thoại nhà em không chốt được đơn hàng. Lên đơn hàng là 591 kèm số điện thoại cho em. Những cái con này mà hở cổ ra, gọi là mặc với áo vest hay áo gì thì gọi là bao phê luôn. Bao phê luôn đấy các chị ạ. 591 kèm số điện thoại. Trắng, màu đỏ, màu đen mặc lên đều ok luôn ạ. 591 các chị ơi. Chốt đơn ạ. Con này đẹp quá luôn đấy các chị ạ. Thật sự là nó là nhức nhối. 591, chị khoác một màu thôi một tí thôi. Chị khoác thử cho các chị xem cái cổ thôi. Đẹp lắm ạ. Ôi dồi ôi, các chị ơi nhìn cái cổ này. Đá nó sáng như pha lê luôn. Cho chị chân váy này là chân váy 218. Đúng không? Vâng. Chân váy 218. Chị ơi, chân váy 218 kèm số điện thoại, kèm chữ dồn đơn. Chân váy 218 kèm chữ số điện thoại vào ạ. Chân hai váy 218 kèm dồn đơn cho em ạ. Đẹp nhức nhối luôn ạ. Áo mặc trong các chị comment là 591, 185.000. Thứ nhất là chất lượng, kiểu cách đẹp. Được chưa? Ok. Giá em bao giá cho các chị mình luôn cho nhanh. Được ạ. Lên đơn mã hàng là 591 kèm số điện thoại. Đấy, chân váy thì các chị comment là chân váy 218 kèm số điện thoại, 180.000 một chân váy. Mã hàng kèm số điện thoại. Ok, sang bộ thể thao luôn các chị nhá. Sang bộ thể thao luôn ạ. Mã hàng kèm số điện thoại. Cho chị mượn cái bộ nào mà nó có khóa nhỉ? Có khóa để mặc với bộ này luôn. À 377. À quên. À, 224. 224. Hôm nay có bộ này cũng đẹp này. Vừa đẹp vừa rẻ này, mỗi tội là có ít thôi. Vừa đẹp vừa rẻ, hay là lên bộ này là phải cởi áo. Chân váy 218 dồn đơn ạ. À. Ok chị nhá. Chân váy 218 kèm số điện thoại ạ. Bộ này thì đẹp.
rẻ, mỗi tội là không có nhiều và không có size bé. Chị thương Lê, ok em chốt đơn 591. Ui ôi, bộ này có từ 2X à? Không có cái XL nào. Không. Chân váy 218 kèm số điện thoại cho em ạ. Các chị ơi, 591 có một màu ạ. 591 của em có một màu. Mã hàng là 591 kèm số điện thoại. Thân của nó là thân cốt tông chị ơi. Thân của nó là côn cốt tông. Con này chốt đến 70 cân đấy. Có đến 4XL. 4XL. Ôi, chốt giá tặng đi. Chốt giá tặng cho báo đơn. Các chị ơi, 591 kèm số điện thoại cho em. 591 ạ, một màu đen ạ. Cái tay này của nó là dạng tay lưới ạ, pha gen như thế này. Chị Nguyễn Thị Hà, chị Trâm Bích Hường ok ạ, chị Trần Oanh ok em chốt đơn hàng ạ. Chị Ngân Dương ơi, lên số điện thoại cho em ạ. Chân váy nhớ là các chị khởi cả khách quen mà không lên số điện thoại là không lọc được đơn đâu nhá các chị nhá. Mã hàng kèm số điện thoại cho em ạ. Quá đẹp luôn, quá xuất sắc luôn. Quá đẹp, quá xuất sắc. Bộ này hôm nay bán tặng các chị giá bao tiền được các chị? Bộ này em ôm được giá tặng Saigon New. Quá là đẹp luôn. Chất cốt tông này là đanh đanh mát mát đẹp đẹp. Áo đá chị Vân Tùng ok, chị Nguyễn Hà ok ạ. Áo mặc trong là gì nhỉ? 591 kèm số điện thoại cho em ạ. 591 và kèm số điện thoại em nhận đơn hàng. Bộ này có ít tặng cho bao nhiêu chị? Giá cực kỳ tốt luôn ạ. Chất nó đanh và nhẹ mặc thích cực kỳ luôn. 222. Chị bảo lên bộ đen thôi, cho chị mượn cái bộ đen vào đi. Bộ đen kéo khóa để mặc với con này luôn. Chân váy 180 chị ơi. Đấy, chị Vinh ơi, lên số điện thoại vào à. Các chị comment như này là tí nữa lọc hết, không thể lọc được đơn đâu. Đấy, 591 rồi đơn 338 lên số điện thoại cho em. Bởi vì là kể cả mã sau chị có mua một cái thứ, chị cũng phải comment lại số điện thoại thì nó mới dồn được. Đấy, bây giờ em không dồn bằng tay được nữa. Đấy thì là em phải dồn băng số điện thoại. Thành ra các chị mình comment số điện thoại với mã hàng vào cho em ạ. Tất cả các đuôi cái mã hàng các chị đều phải có số điện thoại là được. Mà comment rời rạc quá cũng thể nào lại bị sót, xong đến lúc là tí nhân viên không lọc được là chết hơn ấy các chị. Mã hàng kèm số điện thoại cho em. 591 kèm số điện thoại. Áo giữ nhiệt mã bao nhiêu, mã bao nhiêu. Các chị lên mã hàng lên. Ôi, này. Mặc ở trong nó sáng như này cơ các chị ơi. Mặc ở trong nó sáng như này. Bộ này mà các chị không chốt nhanh là cũng không còn luôn ý. Bộ này hôm nay nữa là một like hôm nay là cũng hết luôn. Một like hôm nay nữa là hết luôn bộ này. Mã hàng kèm số điện thoại giúp em đi các chị. Áo đá mặc 40 cân có mặc được không? 40 cân có vừa chị ơi. 40 cân hàng có size, nó có co giãn đấy ạ. Nó có co giãn, áo mặc trong là 185.000. Bộ mặc ngoài các chị bắn nhanh mã này cho em luôn và ngay. Nói thật là các chị mình không phải chần chừ gì nữa. Mã này các chị lên đơn là 224 kèm số điện thoại em nhận đơn hàng. Chất của nó vừa đanh vừa đẹp ạ. Chất đanh đẹp ạ. Nói chung là xứng đáng với tiền các chị bỏ ra. 370.000. Mã này các chị lên đơn là 224 kèm số điện thoại. 70 cân em chốt đơn hàng. 70 đến 75 cân các chị chốt đơn 224 kèm số điện thoại. Em đang mặc trên người là tông màu đen. 224 em có màu xanh than. 224 em có màu gì nhở? Em có màu đỏ. Em có màu đỏ của 224. 224 em có màu rêu. 224 kèm số điện thoại ạ. Bao nhiêu tiền? 185.000 chị Dung Lê ơi, 185.000. Đấy các chị ơi, màu mận ạ. Màu mận của 224 ạ. Mã hàng kèm số điện thoại. Con này chất đanh và đẹp cực kỳ luôn. Quần không bo. Béo mặc được, gầy mặc đẹp luôn ạ. Đủ size số cho các chị mình và rất là sang, chất cực kỳ là đẹp luôn. Các chị nhá. Lên mã hàng là 224 kèm số điện thoại. Đấy, chị gì à, Nương Phạm ok ạ, à, chị Đào Tuất ok chốt đơn hàng. Lên mã hàng là 224 kèm số điện thoại, chị Thu Thủy ok, chị ơi con này đẹp lắm, nói thật. Mà hôm nay là bị lẻ lung tung rồi đấy ạ, à. Nốt một like hôm nay đã coi như là cũng hết luôn. Cũng hết luôn hàng, nó còn lẻ quá nhiều là khó bán lắm. Nó lẻ quá nhiều size ấy, các chị chốt đơn vào cái màu không còn. Chị Nguyễn Lý ok em chốt 224 ạ, à. Các chị nhận hàng những bộ này mà xem, nó đẹp cực kỳ luôn. Form của nó quá chuẩn luôn, mũ của nó nhưng cực kỳ là gọn nhá các chị nhá. Lên mã hàng là 224 kèm số điện thoại em nhận đơn hàng. Bỏ qua mã này là các chị tiếc. Nhìn tông màu đen giúp em ạ. Áo giữ nhiệt mặc trong các chị comment là mã 199 kèm à. Yeah. 591 kèm số điện thoại. 591 và kèm số điện thoại em nhận đơn hàng. Bộ này vừa nhận hàng đẹp lắm mà chị Lan Anh, em cảm ơn chị. Đấy. 224 kèm số điện thoại ạ. Các chị ơi, em nói là một chuyện nhưng mà gì ạ? Khi các chị nhận hàng các chị mới biết được em nói đúng hay sai đúng không? Nhận hàng thì cứ đồng kiểm cho em. Bao đẹp và bao chất luôn ạ. Vừa đẹp cả kiểu dáng này, chất này, form này, được không ạ? Dễ mặc với mọi người. Đanh chất đẹp. 370.000 đồng.
Lên mã hàng là 224 kèm tông màu đen. Bây giờ thì em đang còn nhiều là nhiều gì ạ? Màu này màu đen 370 ạ. Chị Hà Bùi, ok em chốt đơn hàng. Em bán 3 ngày, 4 ngày, 3 ngày rồi. Em về được hàng này là mã này là 3 ngày rồi. Nếu mà chị nào gần là sẽ nhận được hàng rồi đấy ạ. Bởi vì nhà em có hàng sẵn luôn, nhà em sẽ gửi luôn đơn cho các chị. Còn trừ trường hợp là gì ạ? Mã hàng nó sẽ bị lẻ thì các chị phải chờ hàng. Em mới phải bù, mới phải lâu hơn. Đúng không ạ? Cái này nó bo gấu nhưng mà bo nẹp thôi. Nó rất là gọn form luôn ạ. Đấy, 224 kèm số điện thoại. Chị ơi, mã 1 là cái gì đấy ạ? Chị ơi, Nguyễn Thị Phương, ok em chốt 224 dồn đơn, đúng rồi. Đấy, các chị comment như chị này là rất là thông minh. 224 kèm số điện thoại, kèm chữ dồn đơn thì máy tính nó mới lọc được là tất cả các mã hàng nào có số điện thoại của chị nào, nó sẽ lọc vào với nhau là các chị có những cái mã gì nhá. Các chị cứ cho chị một bộ mới cho em một bộ là không thể nào mà lên được đơn đâu. Rồi là em Lan đứng đây bán hàng, tí nữa em lại còn phải việc của em. Mà các bạn ấy chốt đơn theo máy tính mà ra số điện thoại. Đấy, mã hàng các chị lại không phải thanh minh nhiều nữa. Là cứ tả tả cái bộ nọ bộ kia nó như nào. Tốt nhất là mã nào các chị lên mã đấy cho em, lên số điện thoại. V4 em còn hàng thì chị cứ lên đơn là V4 kèm số điện thoại chị nhá. Chị gái họ Nguyễn ơi, lên bố lên gì nhở? Lên V4 kèm số điện thoại cho em là ok ạ. Đằng sau đây chị này, đằng trước đằng sau form quần nó rất là dễ mặc luôn ạ. Nó có mũ nhưng mà mũ của nó cực kỳ gọn luôn. Mà con này kể cả các chị béo ấy, mặc nó rất là sang và gọn nhá. Sang và gọn ạ. Đây, viền của nó trang trí cực kỳ đơn giản nhưng mà cực kỳ đẹp. Lên đơn hàng là 224 kèm số điện thoại. Em chốt đơn hàng, em có áo phao chị ơi. Mã 191 ạ, kèm số, đúng rồi. Chị Hương Thảo Phạm, ok, thông minh. Đấy, mua lần nào nhận được cũng ưng à. Em cảm ơn chị Huê ạ. Rồi ôi, comment quá chị. Chị Lan mặc là 591 ạ. Mã giữ nhiệt này là 591 các chị ơi. 185.000. 591, 185 cho chị mượn màu rêu. Màu rêu này của em là không bao giờ giống cái rêu nào luôn nhá. Rêu này của em ạ. Chị gì nhở, chị Lương Trần, ok ạ. Rêu này của em không có giống cái rêu nào bởi vì là nó màu vàng vàng chứ không phải là nó là rêu xanh. Đấy, nó không phải là rêu xanh. Rêu này là rêu khô. Rêu này đẹp lắm luôn đấy các chị ơi. Chất nó đanh sờ sướng nhở. Chất đanh sờ sướng, xứng đáng 370.000 các chị bỏ ra luôn. Thật sự. Bao form, bao chất, bao cả giá, size đến 4XL luôn cho các chị mình. Size đến 4XL luôn ạ. Mã hàng là 224 kèm số điện thoại 370 ạ. 370.000. Đây em lên nốt màu rêu cho các chị xem. 224 kèm số điện thoại. Đẩy lùi ra ngoài kia một tí thì được. Hai cái ghế sát vào nhau làm sao mà. 224 kèm số điện thoại ạ. Đây các chị này. Màu rêu đẹp nhở. Ôi các chị ơi ạ. Bỏ qua mã này các chị tiếc tha thiết mời. Chị Dinh à. Dị Dinh Ninh gì đấy ạ. Ok em chốt đơn hàng. Mã hàng lên chuẩn, số điện thoại lên chuẩn là nhà em nhận được đơn ạ. Các chị này. 224 kèm màu rêu. 224 kèm màu rêu. Mã và kèm số điện thoại không phải để em mấy giờ em gọi? Một rưỡi em gọi nhá. Thôi được rồi, em ấy đến một rưỡi đi, xong rồi lên đầu đổi ca. Yến ấy, một rưỡi em xuống gọi điện. Mã hàng là 224 kèm số điện thoại, em nhận đơn hàng 224 kèm màu rêu. Các chị nhìn màu rêu cho em, nó không giống cái màu rêu nào luôn ấy ạ. Rêu của nó là rêu rất là lạ, màu nó sang màu. Các chị nhá, nhìn hình cho em trang trí nó cũng đơn giản nhưng mà đẹp. Mã hàng là 224 kèm số điện thoại. Chị mặc bộ. Chị mặc cả bộ em ngắm chung. Thì đây đang là cả bộ đây chị ơi, 224 màu rêu ạ, chị Thu ạ, ok chị. Màu đen ạ, chị ơi, số điện thoại đâu ạ? Chị Nguyễn Thảo ơi, thiếu số điện thoại không chốt được đơn hàng ạ. Mã hàng và kèm số điện thoại chuẩn cho em ạ. Mã hàng và kèm số điện thoại là 224 kèm số điện thoại. Tí nữa các chị lấy màu gì cũng được. Đấy, tí các chị lấy màu gì thì các chị báo nhà em, nhưng mà với điều kiện mã hàng chuẩn giúp em là được. Được chưa? Mã hàng là 224 kèm tông màu rêu. Em sẽ có rêu có mũ và rêu không mũ, nhưng mà cái rêu có mũ này nó chỉ có mỗi một ít thôi, có vài bộ thôi. Còn size 56, 57, 58 cân đổ lại. Bộ này là gì nhở? Logo của nó là ép đá nhiệt hết chị ơi, thoải mái giặt rũ ạ. Nó như cái áo đá này luôn này. Những cái này nó ép nhiệt hết cho nên là các chị mình yên tâm luôn. Logo của nó luôn ạ. Đây bộ này em sẽ có màu rêu, nhưng mà cái rêu của nó là gì nhở? Không mũ. Không mũ thì chỉ có size tầm khoảng 54 cân đến tầm 58, 59 cân. 54, 58, 59 cân là có rêu không mũ. Tí nữa nếu mà chỉ có màu rêu là nó bị lẫn vào đây mất một cọc. Nó gửi lên nó lẫn một cọc thì em bán luôn thôi. Còn tất cả tông màu nó đều có mũ hết nhá. Lên đơn hàng là 224 kèm số điện thoại, em chốt đơn hàng. Trời ơi nó đẹp lắm các chị không phải lo gì. Màu rêu cho em. Thấy chưa? Bảng màu con này màu nào cũng đẹp ạ. 224 kèm số điện thoại. Màu xanh than luôn nhá. Màu xanh than, màu nào cũng đẹp luôn ạ. Màu nào cũng đẹp.
224 kẻ màu xanh than. 370.000, size em 75 cân em chốt đơn hàng. 70 đến 75 cân nhưng mà sắp tới là cái màu hàng có đồng kiểm thoải mái trước khi thanh toán ạ. Đồng kiểm thoải mái với điều kiện là các chị thiện chí mua là được nhá. Đấy, các chị thiện chí mua là được, không đặt chơi cho vui là được. Chứ còn hàng của em thì quá đẹp rồi. Đấy, chỉ sợ các chị đặt chơi cho vui thôi. 224 kèm số điện thoại em nhận đơn hàng. 224 kèm số điện thoại ạ. Đấy, màu gì? Có mũ giá động thế. Đấy, có mũ hay không mũ thì nó đều như nhau thôi các chị nhá. Có mũ và không mũ thì nó đều như nhau ạ. Mã là 224 kèm màu xanh than. Than cũng đẹp lắm. Than của nó sẽ quần xanh than luôn. Chất nó quá là đẹp luôn. 224 kèm màu than. 224 kèm màu than ạ. 370 ạ. 370.000. Tông màu quá là đẹp luôn. Màu than này thì lên line nó sáng hơn bên ngoài một tí thôi các chị. Nhưng mà ngoài màu của nó rất là vừa và đẹp. Vừa và đẹp. 224 kèm tông màu than, các chị lấy hai bộ thì tí nữa các chị bảo nhân viên nhà em hai bộ, hai màu. 224 kèm tông màu than. Đây các chị nhìn này, cái viền của nó trang trí nhỉ. Nhưng mà cái chất của nó đanh lắm luôn. Các chị nhá, cái chất của nó đanh lắm. Mặc bộ không mũ. Em qua màu đấy rồi chị ơi, không mũ thì gì nhỉ? Thì nó đúng như thế thôi, thì cái cổ của nó trụ lên thôi. Áo giữ nhiệt em đang mặc 185.000. 185.000 mã là gì nhỉ? 591 ạ. 591 nó là đỉnh của chóp luôn đấy ạ. Giữ nhiệt của em có là đỉnh của chóp luôn. Em có màu gì? Em có màu đen, em có màu rêu, em vừa like rồi. Em đang mặc là màu xanh than và em có màu đỏ đô nữa. Đây em có màu đỏ đô ạ. Mỗi chị cho em xin mỗi chị một hai lượt chia sẻ lên các chị nhá. Chấm bài và chia sẻ like giúp em với ạ. Đây là màu đỏ này. Đây là màu đỏ của 224. Mã là 224 kèm số điện thoại em lên đơn hàng. Các chị mình ưng màu nào chốt màu đấy, nó đẹp lắm. Áo giữ nhiệt mặc trong thì không thể thiếu để mặc tất cả các bộ. Thành ra các chị mình có chốt 5-10 cái, chất như nhau, đúng rồi, chất nó đanh như nhau. Hết đấy. Hết tiền vẫn. Hết tiền rồi bán gà đi chị ơi, bán gà đi ạ. Bán gà đi mua hàng em Hương Lan đúng không? Bán gà thôi chứ chưa phải bán lợn. Chứ chưa phải bán lợn, đá này sáng dã man nhỉ. Mã này các chị lên đơn hàng và kèm số điện thoại các chị nhá, 224 kèm số điện thoại. 224 màu than cho chị Vũ Thị Vân, ok em chốt đơn hàng ạ. Mã kèm rồi, màu đỏ. Các chị ơi, ơ con này hết size bé. 224 kèm màu đỏ, chả có cái màu nào xấu hết luôn. Nó không tươi quá các chị nhá. Nó không tươi quá và nó không quá trầm cho các chị mình. Rất là dễ mặc luôn và đẹp ạ. 224 kèm số điện thoại em nhận đơn hàng. Ok chị Vũ Thị Vân, ok chị Thắm Lương, ok chị Hà Thu ạ, chị Thương Lê ạ. Mã kèm số điện thoại, các chị cứ lên đúng cú pháp là nhà em đọc đơn được, ok. Thấy chưa, áo trong mặc 185 luôn. Áo trong mặc là 591 lên đơn hàng kèm số điện thoại. 591 kèm số điện thoại ạ. Đây bộ ngoài là 224 kèm tông màu đỏ. Nó sẽ có màu mận là màu trầm hơn một chút. Đấy, màu trầm hơn một tí, các chị ơi đẹp nhở. Bộ đỉnh em còn hàng chị ơi. Bộ đỉnh em còn hàng nhá, nhưng mà còn bây giờ cũng đang bị lẻ lẻ rồi đấy ạ. Lại sắp tôi chuẩn bị lại bù chiến nữa rồi. Đang bị bộ siêu đỉnh, đang bị nợ, nó quá đỉnh luôn. Mã này là 224 kèm tông màu đỏ, em đang mặc vào đây là tông màu mận. Các chị mình lấy màu nào thì comment màu đấy. 224 370.000. Mã là 224 ạ. 224 quần không bo chị ơi, chất cực kỳ đanh luôn ạ. Chất rất là đanh các chị nhá. 224 kèm màu kèm số điện thoại ạ. Bộ xanh than cho chị, cho em bộ xanh than nhá. Ok. Vũ Vân ok. Vừa và đẹp lắm mà chị khuyến phạm mà, em cảm ơn chị. Bộ nào cũng đẹp luôn đấy ạ. Con này chất nó sướng, các chị nhìn hộ em cái chất là các chị biết rồi. Đến nơi mà đồng kiểm những mã này mà các chị bảo không ưng nữa thì nó là vô lý. Nói thật, nó quá chất luôn, nó xứng đáng với tiền các chị bỏ ra. Chất của nó đanh chứ không phải cái chất kiểu như rẻ rách rau dưa. Nó quá xịn sò luôn. Mã là 224 kèm số điện thoại. Cái màu đỏ này, những cái màu này còn đang bị hết size bé. Còn đang bị hết size bé, nên màu mận thì nó sẽ trầm hơn một tí nữa thôi. Các chị lấy màu nào các chị báo nhà em màu đấy nhá. Đây, màu mận này. Màu mận em mặc nguyên áo thôi. Cao 1m65 em nghĩ là vẫn vừa. Đấy, mã 59167 cân có vừa size XL. Chị Hà Thơm ơi lên số điện thoại đi ạ. Mã và kèm số điện thoại đây này, mận đây này. Mận và đỏ đây ạ. Được chưa? Quá xinh luôn, 370. Mã kèm số điện thoại 224 kèm màu mận. 224 kèm màu mận. Tông màu quần đây ạ. Cái chất của nó nhá các chị ơi, nó đanh ạ. Thành ra là lên form quần của nó phẳng đét đẹp luôn. Chất nó rất là đanh, nó dày vừa. Nó dày vừa theo kiểu dày đanh thôi chứ còn không quá dày. Bộ thể thao quá dày cũng không thích.
quá dày nó sẽ bị cợi form, nó không đẹp. Đấy các chị nhá, lên đơn hàng cho em đang là 224 kèm màu đỏ mận. Còn màu gì mã này cũng nhỉ? Ok em qua mã luôn nhá. Em qua một mã luôn ạ. Người đẹp mặc gì cũng đẹp. Cho chị bộ ong đen đi. Bộ siêu đỉnh em còn hàng, tí nữa em đặt tí nữa chốt sau nhá các chị nhá. Bộ này thì vượt được sale này, nhưng mỗi tội là size bé là không có ở những chị thôi. Size to săn mã này quá thích đây. Chất nó cũng đanh, cũng đẹp. Quá đanh. Bộ này là dây 222. Áo đá mặc trong là mã 591 chị ơi. 591 ạ. À. Bộ này size to nhá. Em vượt được cái gì nhỉ? Đúng chưa? Có bị nhầm không? Cái nhầm mã này đây này. Cái quần của chị đâu à? Bóc ra bị nhầm không? Đấy, rồi ôi dâu nó cắm vào cầm bà kia. Cắm vào cầm bà kia. Tự nhiên thấy con bướm vàng lại, con bướm đỏ. Con bướm vàng đi mấy con bướm đỏ, hai con bướm cho em. Ủi bộ ong. Ong không phải bướm ạ. À. Ong chứ không phải bướm ạ. À. Các chị ơi chốt nhanh bộ này nhá. Hàng này hàng là em ôm được tặng này. Nhưng mỗi tội là toàn size to đây này. XL, 2XL, 3XL, 4XL. Không có size bé luôn nhá. Không có size bé, em đang mặc bị rộng, em phải kẹp vào đây ạ. Đẹp nhức nhối con tim luôn. Màu. Các chị nhìn form cho em đã xong, các chị chốt này. Em đang mặc rộng thì thành ra các chị cũng thông cảm là gì ạ. Nó không thể vừa được, vớ vẩn là tụt cả quần đấy nhá. Nó rộng bụng ấy ạ. Nó rộng ạ. Đẹp như này này các chị ơi ạ. Mã này ạ. Chân váy xếp ly dài, chất liệu hàng Quảng Châu. Em cũng không biết về chất đâu nhưng mà nó quá nhức nhối luôn. Chị Hạnh ơi, nó đẹp lắm. Không phải nó là dạng như là chất kiểu như là dạ dạ, nhưng mà nó xếp ly ấy. Nó đẹp lắm, không phải lo đâu ạ. Đấy, chỉ sợ là chị không gì nhỉ, không ưng kiểu thôi. Còn chị ưng kiểu thì không phải lo chất. Chị Thị Huệ ok, Nguyễn Thị Huệ ok, em chốt đơn hàng ạ. Chị ơi, bộ này lên đơn cho em là gì nhỉ? Có ít thôi nhá. Mã là gì nhỉ? Cái này có mã à? Mã này là 222 kèm số điện thoại 3 con 2. Bộ ong là mã 222 kèm số điện thoại ạ. Ong này thêu nhá. Chất của nó thì quá đẹp rồi. Hàng ngày lúc trước là em bán 280.000. Là em bán rẻ rồi. Bộ đang mặc 50 cân không vừa. 22 cũng được. Bộ 22 kèm số điện thoại cho em là được. Bộ 22 kèm số điện thoại. Lưu ý là size tầm 57-58 cân trở lên. 57 cân trở lên ạ. Và có các màu đây ạ. 57-58 cân trở lên. 55 cân thì tùy màu có. Ví dụ màu đen là không có 55 cân. 55 cân thì như em còn màu, hình như là em còn màu đỏ hay màu gì ạ. Màu đỏ với cả màu xanh với cả màu gì. Tí nữa em xem thôi. Em tặng các chị dưa, các chị chia sẻ bài cho em đi. Em tặng mỗi chị bộ. Tặng mỗi chị một bộ ạ. Hàng này em cũng chưa gọi là bán từ bao nhiêu. Bây giờ không có hàng để nhập đâu. Nhưng mà em ôm được cái mã này, nó sẽ lẻ sai. Em tặng các chị giá tốt, chất nó quá đanh và đẹp. Được chưa? Em bán tặng các chị bao tiền? Sài Gòn New đúng rồi ạ. Chị ơi chất nó đanh ạ, chất Umi ép nó đanh, đanh lạnh nhá. Đanh lạnh của em. Em sẽ có màu đỏ này. Em sẽ có màu này là màu cam đẹp. À màu đúng rồi, từ năm trước rồi em bán rồi, chất quá đẹp luôn đúng không? Chị ơi lại còn bao nhiêu tuổi mặc đẹp nữa, quan trọng là chị thích là được. 222 kèm số điện thoại em nhận đơn hàng. Lưu ý cho em đang là từ size tầm 55, 57, 58 cân. Đối với tùy màu thôi nhá. Thì tí nữa màu nào còn sai các chị là các chị chốt đơn thôi. Từ 55 cân trở lên đến 70 cân đổ lại em chốt đơn hàng, hoặc 75 cân. Màu cam ạ, à, cam em có ít này. 222 kèm số điện thoại, hoặc là 222 kèm số điện thoại rồi các chị dồn đơn thì comment cho em Lan thêm chữ dồn đơn. Để cho máy tính nó dồn vào với nhau. Để cho cùng một mã thì các bạn gọi điện chốt đơn cho nó dễ các chị nhá. Màu vàng của em ạ, à, đặc biệt là em có nhiều màu xanh. Em có nhiều màu xanh, chất của nó đanh lạnh đẹp luôn ạ. Mỗi chị đi qua cho em Lan xin một nút chia sẻ nữa với các chị ơi. Cho em xin mỗi chị một nút chia sẻ ạ. 222 kèm số điện thoại em nhận đơn hàng. 222 kèm số điện thoại ạ. Chất này là chất Umi F ạ, chất chị nó cực kỳ là đẹp luôn ạ. Chị ơi, không có số điện thoại nhé, em không chốt được đơn hàng đâu ạ. Mã là 222 và kèm số điện thoại em nhận đơn hàng. 65, 67 cân, 68, 75 cân, ok. 222 kèm số điện thoại cho em ạ.
Mỗi chị đi qua cho em xin một nút chia sẻ nữa để em biết là cái lượng view nó như nào nào. Em tặng các chị để em biết cái giá nào. Các chị cứ chốt tề tèn tèn đi, không phải lo. View càng cao giá càng rẻ. View càng cao ơi, thì em càng bán rẻ luôn ạ. À, càng có động lực ạ. À, được chưa? Thành ra mỗi chị đi qua cho em Lan xin một nút chia sẻ like ạ. À, thả tim thả like cho em, chấm bài chia sẻ giúp em nhá các chị ơi. Được chưa ạ? Mã này là vừa mới cập bến xong. 222 kèm số điện thoại em nhận đơn hàng. Lưu ý là những chị size to cho em tí, còn màu nào các chị lấy màu đấy ạ. À, em tặng các chị mình chưa đến 100.000, à chưa đến 200.000 nhá. Được chưa? Chưa đến 200.000 luôn được không ạ? À, giá phụ thuộc vào mức độ chia sẻ của các chị đấy ạ. Bây giờ là vấn đề là em đang nhìn view ạ. Nhìn view để có động lực đi các chị. 222 chưa đến 200.000 đâu ạ. Chất thì không phải lo nữa rồi. Quan trọng là các chị có vừa hay không đã. Còn giá mới chất thì các chị không phải lo nữa đâu ạ. Được chưa? Em có động lực hơn ạ. Đấy các chị nhá, có động lực bán hàng hơn. Đi qua cho em xin mỗi chị một lượt chia sẻ ạ. Màu đen em có, màu đỏ em có, màu xanh 200 bộ. 200 bộ quần áo. Em bán tặng các chị giá bao nhiêu được ạ? 222 kèm số điện thoại cho em. Cái này các chị có giật thoải mái bao nhiêu năm không bong chóc gì hết. Chị nào đã mua nhà em rồi. Đấy các chị ơi. Đặt hàng không được gọi. Chị ơi, chị Trần Hảo ơi, lên số điện thoại cho em ạ. Đơn hàng ngày hôm qua nhà em chưa gọi hết ạ. Và những chị nào được nhận quà thì nhà em đã đọc comment ở trên live rồi. Đấy thì có các chị inbox sang mét cho em hoặc là gì ạ? Chờ nhà em gọi điện tặng quà hoặc là nhận đặt hàng nhá. Đơn hàng em hôm qua chưa gọi hết thì các chị mình chờ em với ạ. Màu xanh lá của nó cũng quần đen ạ. Chị ơi, chất của nó đanh đẹp lắm ạ. Lên đơn hàng là 222 kèm số điện thoại em nhận đơn hàng, hoặc là 22 cũng được. Kèm số điện thoại cho em, chị nào dồn đơn báo em chữ dồn đơn. Tất cả của nó, tông quần của nó sẽ là màu đen tất. Các chị nhá, mua màu nào cũng đẹp ạ. Quan trọng là có vừa hay không nữa. Để mà mua, mỗi tội là size bé, không có một bộ nào size bé. 53 cân chắc không có. Chị tính Vũ lên mã. Chị ơi ạ, những chị mà size to to hơn ý, size to hơn ý ạ. Chị tính Vũ ơi, thiếu số, thiếu mã hàng rồi. Thiếu mã hàng không chốt được đơn ạ. Tất cả các comment mà sai số điện thoại này, hoặc là mã hàng không chuẩn, là không có mã hàng là không lọc được đâu các chị nhá. Không có số điện thoại, không có mã hàng. Ui, màu xanh này còn size bé đây này. Hình như màu xanh màu đỏ. Rồi ok ạ, 222 kèm số điện thoại. Em tặng các chị mình giá bao tiền được em? Ôi, đang chờ view lên được mấy trăm mà cũng không, khó không cực kỳ. Không đạt được view luôn. Không đạt được view luôn đấy các chị ơi. Bán như này là em chết dở luôn đấy ạ. Mặc là mặc gọi lại không nghe máy là vì là đến hết giờ là các bạn ấy về. Hết giờ là các bạn ấy về, các bạn ấy không ở đây nữa. Thành ra là gì? Các chị cố gắng đặt hàng nghe điện thoại cho em với ạ. 222 và kèm số điện thoại em nhận đơn hàng. Em tặng các chị mình chưa đến 200.000. Cho em xin mỗi chị 2 lượt chia sẻ nữa lên đấy các chị ơi. Mỗi lượt chia sẻ là 1.000. Đẹp quá luôn. Áo đá mặc bên trong lúc nãy chị comment là 519 kèm số điện thoại là được chị Quyên Hoàng nhá. Chất của nó đanh đẹp nhức nhối luôn. Trời, em mặc đang mặc bộ này bị rộng. Đang mặc bộ này rộng. Mà thành ra những cái bộ này các chị mặc ở nhà hay các chị mặc loanh quanh đâu đấy thì gọi là đẹp và dễ chịu. Đẹp và dễ chịu cực kỳ luôn. Chất. Được chưa? Chất được quá ok luôn rồi. 222 kèm số điện thoại em nhận đơn hàng. 222 và kèm số điện thoại. Đẹp quá. Được bao lượt chia sẻ? Ok. Ôi, ôi các chị ơi ạ. À, đẹp. À đây này, 50 mấy cân. Còn những cái màu này size 1 đây này. Đâu rồi cái quần? Đẹp quá, màu xanh ạ. À, chưa đến 200.000. Chưa đến 200.000. Đợt này là em đang bị à, size to nhất là 3XL, 4XL hay sao chị ơi? 4XL. Gửi cho chị áo đá em đang mặc lúc nãy mà chị comment thế thì chả bao giờ biết là bao giờ mới mua được hàng đâu. Đã bảo em đang lọc bằng máy tính hết rồi. Mã hàng và số điện thoại cho em. Các chị mình ạ, à, ôi có nhiều chị buồn cười lắm. Xong gọi điện đến chúng mày làm ăn chán bỏ mẹ ra. Tao mua cái áo đen lúc cái Lan nó mặc ấy, tao mua cái áo xanh lúc cái áo đỏ lúc cái Lan nó mặc ấy thì biết được cái nào đúng không? Trời ơi các chị ơi ạ, à, em nhắc đi nhắc lại rồi. Mã hàng với số điện thoại cho em. Đây, 53 cân trở lên, đúng rồi. Size 1X em ạ, à, thoải mái. Đây này, 53 cân trở lên ạ. À, em chốt đơn từ 53 cân trở lên. Chỉ duy nhất không có màu đen có size thôi. Còn những màu này gọi là có size. 53 đến 75 cân chốt đơn hàng. Size đến 4XL. Có màu đỏ, màu xanh có size. Màu đỏ với màu xanh có size của các chị mình ạ. À, 195.000 được không ạ? À, lên đơn hàng cho em ạ. À, gọi chốt đơn không được. Là như nào tiếc nhỉ? Chị Mai ơi, nhà em chưa gọi hết đâu. Tức là hôm qua đặt cái mã 210 nhưng mà lúc gọi lại có chốt nhớ mỗi cái mã 210. À, đơn đấy đi rồi. Đơn đấy đi rồi thì bây giờ lại đặt lại cho em.
Lo gì, chị ơi lấy hai màu cho em với ạ. Em tặng các chị giá 195 được không? 49 cân chắc là hơi rộng đấy chị ơi. 49 cân chắc là hơi rộng ạ. Em tặng các chị giá 195 luôn cho nhanh. Mã cho em đang là 222 kèm số điện thoại em nhận đơn hàng. Không phải lo màu, không phải lo giá và không phải lo cả chất nữa luôn. Chị nào mà vừa thì tốt nhất lấy hai bộ hai màu. Giá quá tốt rồi. Các chị bình thường là 280 nghìn là em đã bán rẻ lắm rồi nếu chất này. Nó đanh mặc kích thì cực kỳ luôn ạ. Mày mong đợi. Quá đẹp luôn. 195 nghìn. Mã là 222 kèm số điện thoại. Em có màu xanh, em có màu đỏ. Có nhiều màu xanh nhất. Màu xanh với màu đen nhưng mà đen lại không có nhiều size bé. Đấy các chị ơi, 195 nghìn được không ạ? 195 nghìn. 222 kèm số điện thoại ạ. Chị Ngô Thanh Quế ok. Chị ơi đẹp không ạ? Nhìn form của em ạ, 195. 195 nghìn. Mã là 222 kèm số điện thoại. Các chị chốt nhanh vào luôn cho em. Đấy màu xanh em đang mặc trên người. Em lên màu đỏ. Màu đỏ của nó sẽ là con ong đỏ. À con ong gì? Con ong đen. Con ong đỏ luôn. Quần là con ong đỏ. Nó như này này. Đây đen này, xanh này. Hiểu không? Nó pha phối này. Rất là đẹp luôn ạ. 222 kèm số điện thoại. 49 cân màu đen không vừa đâu. Chị Mến Trần không có size bé ạ. Đã bảo em ôm được lô. Nhưng mà toàn size to. Chị Thắng Hương ok. 222 kèm số điện thoại ạ. Đây màu đỏ ạ, đỏ tươi đậm ạ. Các chị nhá, đỏ tươi đậm. Nhìn màu xanh lá cho em. Màu nó đẹp cực kỳ luôn mà các chị mặc ở nhà nó thoải mái đẹp. Quần không bo các chị nhá, rất là dễ. Đi giày gì cũng được ạ. 222 kèm số điện thoại em nhận đơn hàng. 195 nghìn. 195 nghìn. Mã kèm số điện thoại ạ. Bây giờ gọi cho chị được không? Bây giờ nhân viên nhà em đang gọi đây chị ơi. Các bạn đang gọi lần lượt đấy ạ. Đấy hoặc là các chị mình có số điện thoại, các chị gọi điện đến cái số điện thoại ở bên em ấy. Các chị gọi đến số điện thoại ở bên em. Đấy, đúng không ạ? Các chị ơi, cái quần này nó sẽ là cái con quần có con ong đỏ ở đây. Thế thôi thôi em giấu cái con ong này đi lên để cho các chị xem. Giấu con ong đi, con ong không liên quan gì. Em đỡ phải thay quần. Đúng không ạ? Màu đỏ lê lai bị tươi hơn bên ngoài. 53 55 cân trở lên là ok. 53 55 cân trở lên. Cho đơn hàng là 222 kèm số điện thoại 195. 195. Nhà mình có áo dây mặc bên trong bộ thể thao không? Trời ơi nhà em nhiều. Áo hai dây hay là chị muốn áo bra? Hay là chị muốn áo gì? Áo bra hay áo hai dây? Hay là gì? Áo đá? Đều có. Chị Nông Huệ, chị Nguyễn Huyền ok chốt đơn hàng. 222 kèm màu đỏ cho em nhé. Qua màu à, gì giờ? Đây còn màu vàng màu cam thôi lên nốt cho các chị chọn màu. Được không ạ? Màu vàng của nó là vàng tươi đậm đậm. Đẹp như này cơ các chị ơi, giá tốt lắm rồi. Giá quá tốt rồi. Đấy màu vàng đậm nhá. 195. 195 nghìn. Vàng đậm. Con này màu vàng thì lại không có size size bé nữa. Màu vàng lại còn size to hơn. Chất quá đẹp luôn. Cái bộ này phải 250.000, đây các chị ơi, 280 nghìn không ai chê câu nào. Có bộ thể thao này là đang bộ thể thao đây còn bộ gì nữa chị? Bộ thể thao đây ạ. À? Con ong này của nó là con ong thêu nhá các chị ơi, con ong thêu chữ thêu ạ. À. 222 kèm tông màu vàng. Vàng của nó sẽ logo của nó, con ong nó sẽ theo quần. Được chưa? Theo quần, à theo màu màu gì nhỉ? Màu áo. Màu áo ạ. À. Cho nên là các chị mình không phải lo là gì em đang mặc như này cho các chị xem. Con này em còn size từ 2X, 3X và 4X. 2X, 3X và 4XL. Lên đơn hàng là 222 kèm số điện thoại. Đây là tông màu vàng và màu vàng đậm. Màu cam này có cực kỳ ít này. Cho chị xem áo dây á. Áo bra nhà em đang đắt hàng. Áo bra đi các chị ơi, có đơn các chị dồn cho chị lấy cái áo bra ra đây. Bra nó đẹp ơi là đẹp luôn ạ. À. Đấy. Rồi chị nào đang nhắn tin là em ơi chị nhận được hai bộ thể thao rồi, chất đẹp lắm em ạ. Cam này có ít lắm. Chị nào ưng màu cam chốt nhanh. Chốt nhanh vì cam có quá ít luôn. Có 5-3 bộ thôi. Có 3 đến 5 bộ thôi nhá. Màu cam. Cam ạ. À. Đẹp cực kỳ màu lạ đẹp. Lên đơn hàng là gì nhỉ? 222 kèm tông màu cam. Bộ thu đông. Hay bộ buông rông à em? Gấu buông rông hay không buông rông à? Gấu, gấu 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 của nó là gấu suông thường. Quần này là quần quá dễ mặc rồi. Chị ơi quần đây ạ. Quá dễ mặc của em rồi. Được chưa? Lên đơn hàng là 222 kèm số điện thoại cho em. 222 và kèm số điện thoại. Áo bra của nhà em đây các chị nhìn hộ em này. Chỉ có hai màu duy nhất về và các chị dồn đơn luôn và ngay cho em giá 85 nghìn. Bra giữ nhiệt hộ em ạ. Bra lông lông giữ nhiệt nhá các chị nhá. Bra
nó cực kỳ là ấm luôn, nó dày dặn, nó ấm ạ. Vàng này là hàng dài, em bán tặng các chị mình đi kèm đơn có 85.000. Mặc ở trong áo phao, áo da, áo dạ, áo dơ gì nhỉ, áo vest đều được. Bờ ra cho em 75 cân vẫn ok. Em chỉ có màu đen và em có màu này, em gọi là màu nâu đi. Đấy, nó như là cái màu mắm tôm ấy, rất là đẹp luôn. Đây các chị nhìn màu đen này, cái đường viền gân, gân gì nhỉ, gân của áo nó còn kiểu như là lượn theo cái chiều eo ấy, để tạo cho các chị cảm giác là cái eo các chị gọn hơn. Chị dồn đơn này, các chị lấy áo bờ ra cho em 85.000 một áo. Bờ ra kèm số điện thoại. Bờ ra và kèm số điện thoại cho em ạ. Hoặc bờ ra dồn đơn kèm số điện thoại các chị nhá. Bờ ra các chị nhìn này, chất của nó ấm ạ, dày dặn ấm nhá các chị ơi. Chứ không phải là gì ạ, nó không lót lỉ đâu ạ. Nó không lót lông, nhưng mà cái mặt này ở trong của nó có gần như là có lông. Có lông, dày dặn ấm. Các chị comment là bờ ra kèm số điện thoại giúp em 85.000 đồng. Bờ ra kèm số điện thoại ạ. Các chị ơi nhìn này, 70 cân ok luôn. Mặc về áo vest hay là áo gì cũng rất là ok. Mà đây nó không bị bay vải ra. Mấy cái đường viền gân đây ạ các chị này. Đường gần gân gân ở eo này, nó sẽ ôm eo các chị. À, mẫu áo ren lúc nãy em mặc là mẫu nào nhỉ? Áo giữ nhiệt đi ạ, 591 ạ. Giữ nhiệt là 591, cái áo đen đen đấy đúng không chị? Hạnh Loan, cái áo đá đá đấy là 591. Rồi ok ạ. Bờ ra kèm số điện thoại cho em ạ. Rồi ok chị Thuận ạ. Ok chị ơi, con này mà các chị bỏ qua là tiếc lắm. Em nói thật là không có hàng để mà lấy, giá tốt lắm rồi. Bờ ra chị mặc. Bờ ra kèm số điện thoại cho em nhá. Em có đen và em có màu gì nhở? Em có màu nó như là màu mắm tôm ấy, thì em cứ gọi là màu nâu đi. 180k còn 100 mẫu 180k là mẫu gì chị ơi? Mẫu gì 180.000? Đơn hàng Na Hang họ ship rồi đó. À Na Hang à? Na Hang hay là Bưu Điện? Nhớ đâu là Bưu Điện thì sao chị? Nhớ đâu là Bưu Điện họ nhận thôi, thì em gửi Viettel ấy. Trời ơi các chị mong mua hàng quá đúng không? Bảo trên ý hết dịch đi. Mong mua hàng quá đúng không? Bờ ra cho em như này. Gì nhở? Các chị mình mặc để mặc bên trong nó sẽ như này. Thấy chưa? Mặc bên trong để mặc với áo vest, hoặc là các chị mình mặc với áo gì cũng rất là dễ. Nó là dài như này, mặc lên nó co giãn nhá. Bờ ra kèm số điện thoại. À, thích áo dây bản ngang. Ở đây của em có cổ tim thôi ạ. Em có cổ tim, các chị lấy hai áo được ạ. Nó dày và nó ấm nhá các chị ơi. Nó dày và nó ấm ạ. Các chị mặc để giữ nhiệt, hoặc là các chị mình mặc với áo vest đây này các chị này. Khoác áo vest vào đều ok hết này. Rất là tiện luôn ạ. Rất là tiện. Áo này nó là dáng dài, dáng dài và cực kỳ ấm luôn. Comment là bờ ra kèm số điện thoại cho em. Bờ ra kèm số điện thoại. Ship Bắc Giang 30.000 đầu đơn chị ơi. Ship Bắc Giang đầu đơn 30.000. Được chưa? Ship code toàn quốc 30k chị ơi. 30k. 591 cho chị Hạnh Loan ok. Mẫu đấy là 185.000. Các chị bắn nhanh mã đấy đi, không phải nghĩ gì. Hàng nó quá đẹp luôn ạ. Hàng nó quá xịn sò luôn ạ. Comment mã hàng bờ ra kèm số điện thoại. Các chị dồn đơn đây, nhìn màu này là màu mắm tôm cho em. Hôm nọ chị đặt không có. Hôm nọ chị đặt có không? Trời ơi, hôm nọ chị đặt rồi biết em biết cái gì. Bờ ra kèm số điện thoại cho em. Con này là không thể thiếu được đâu các chị ơi. Mặc mùa này mình mặc cái áo gì cũng phải có áo lót vào bên trong. Mà nó rất là tiện với cả nó ấm ạ. Hoặc các chị mình mặc nhà, mặc tập thể dục gì đấy cũng đều ok luôn. Mà chất dày dạn đẹp, mẹ em bán các chị có 85.000 đồng. Nhìn hộ em này. Em chỉ có hai màu duy nhất, các chị lấy hai áo dồn đơn. Hơn 100.000. Hơn 100.000. Được chưa? Comment là bờ ra kèm số điện thoại em nhận đơn hàng. Áo 2 dây hàng co giãn, hàng đẹp luôn ạ. 85.000 nhá. Dồn đơn thì các chị cứ comment dồn đơn cho em là được, ok chưa ạ? Mã cho em đang là bờ ra kèm số điện thoại. Trời ơi, em mệt mệt dã man luôn ấy. Nghĩa là gì ạ? Tất cả các mã hàng các chị dồn, các chị lên số điện thoại, lên mã hàng cho em là ok. Tí nữa dồn đơn hoặc các chị nhớ được mã hàng là được. À, em ơi cái áo kia. Nhanh lên mã đấy tiện quần. Con này phải nói là đẹp. Con này đẹp gọi là nhức nhối con tim luôn ấy. Các chị nào mà chưa săn được, săn nhanh cho em con này. Nó đẹp gọi là không tì vết. Đẹp không tì vết ạ. Mặc đặc biệt là những chị béo béo một chút, mặc cho em bao đẹp bao sướng luôn. Đấy, bao đẹp và bao sướng luôn ạ. Bờ ra cho chị Nguyễn Thơ ok ạ. Mã và kèm số điện thoại đây chị ơi. Đây em mặc luôn cái màu này cho chị nhìn. Mặc cái màu cho chị xem. Không phải lo màu vì áo mặc trong này em đã chọn màu rồi. Em đã chọn những cái màu nó dễ mặc rồi.
Chị nào mà bảo có áo bản ngang, thực ra là em có đấy, nhưng mà em chưa gì được đấy. Em chưa lọa soạn được hàng ấy. Đây ạ, à, màu này nó như kiểu là màu màu tím tím ấy ạ. Bộ thể thao mà. Chị cũng mua bờ da đẹp lắm, chị đã ai bộ thể thao nhà em mà kiểm tra áo dây bản nhang. Mà kiếm áo dây bản nhang cơ. À, kiếm dây dây giống như cái dây dây ren lúc em like ấy. Nhưng mà thực ra là cái đấy nó lại không có size to. Chị Quyên nói thì ok ạ, à, nó co giãn rất là nhiều như này cho các chị mình co giãn theo người. Và đặc biệt là gì ạ? À? Nó co giãn nhưng mà nó lại không bị bay cái chất ra. Người các chị đến đâu là áo đến đấy nhá. Màu này cho em là gọi là màu nâu đi. Em cứ chốt đen với nâu. Dáng của nó dáng dài. Ship tầm mấy ngày đến nơi? Bây giờ em phải biết chị ở đâu thì em mới biết mấy ngày đến nơi chứ chị ơi. Bắc Giang ở Bắc Giang á. Chắc tầm 3 ngày chị ơi, 3 đến 4 ngày ạ. Bắc Giang tầm 3 ngày, 4 ngày thôi, còn tùy thuộc vào ship nữa. Bây giờ kiểu như là nó dịch ấy các chị. Kiểu như là nó dịch ấy thì nó sẽ lâu hơn. Rồi ok chị Nguyễn Hạnh ạ, mã cho em và kèm số điện thoại các chị ơi. Con áo này nó đẹp gọi là phê, chị nào săn được xuống. Đẹp xuống luôn ạ, 65-67 cân. Váy đen canh mặc bao nhiêu tiền? 310 ạ. Chị Oanh ơi, chị Đinh Oanh ơi, 310 nghìn. Mẫu đấy là mẫu A1 cho em. Con này của nó sẽ là, con này là mã bao nhiêu em nhỉ? 210. Mã này các chị lên đơn 210 kèm số điện thoại giúp em. 65-70 cân đổ lại là ok, bao đẹp ạ. Đây các chị nhìn tay này, ép đá nhiệt hết, không rơi không rụng và cực kỳ sáng. Chất thì gì ạ? Co giãn đanh mềm, đẹp. Nó là dòng thu đông đẳng cấp luôn. Các chị nhá, thu đông đẳng cấp luôn ạ. Mã này các chị lên đơn là 210 kèm số điện thoại em nhận đơn hàng. Hoặc 210 các chị dồn đơn. Nó là áo thu đông hàng quá đẹp luôn. Đủ size số cho các chị mình. Mã này các chị bỏ qua là quá tiếc đấy ạ. Nó quá đẹp luôn. Mã 210 kèm số điện thoại em nhận đơn hàng. 210 ạ. Chị ơi mẫu này đẹp mà, size gì? Toàn đồ nhỏ chả vừa. Chị bao nhiêu cân? 65-70 cân rồi. Đấy, chị lừa Hạnh Loan ok ạ. Bao nhiêu cân? Bao nhiêu tạ mà không vừa? Không vừa thì mua kẹo giảm cân nhà em đi khắc vừa. Mẹ mua em... kẹo giảm cân nhà em đi khắc vừa. Toàn size to mà chị lại không vừa chết. Em đặt là 22. Chân váy màu nâu bao nhiêu? Chân váy màu nâu nào chị ơi? 210 kèm số điện thoại ạ. 210 kèm số điện thoại, không có số điện thoại không chốt được đơn hàng. Size nhỏ nhất là size M ạ, 47 cân đổ lại ok, 48 cân ạ. Trời ơi chị ơi, 47 48 cân con này có size. Con này có size. Hôm qua họ gửi thiếu cho em là thiếu con này chưa bù được size bé, em đang mặc size rộng hơn. Chị Trần Trâm ok, chị nào dồn đơn thì báo em chữ dồn đơn. 210 dồn đơn thì lên số điện thoại kèm vào đằng sau đuôi đi chị Quyên Lỗi Thị ơi. Không là gì không dồn được đâu ạ. 210 kèm số điện thoại kèm chữ dồn đơn. Được chưa? 210.000 đồng em bao giá cho các chị mình luôn ạ. 210.000 hàng Quảng Châu nhá chị nhá. Quần của em mặc 130.000. Quần em mặc thì các chị lên đơn là quần 181 dồn đơn. Quần em mặc là 65 cân vừa. Mã 210 kèm số điện thoại em nhận đơn hàng. Hàng thu đông này là quá đẹp luôn ạ. Các chị ơi hôm qua hàng đang gọi chị ơi. Bờ ra nâu dồn đơn chị ơi, lên số điện thoại đi. Đấy chị ơi, hôm qua mà đã gọi thì là đi hàng. Mà chưa gọi thì là nhà em đang vẫn tiếp tục gọi các chị nhá. Đấy vẫn đang tiếp tục gọi ạ. 1:30 là các bạn đang bắt đầu gọi đơn rồi đấy ạ. Đơn của ngày hôm qua chưa gọi hết. Các chị có cố gắng là chờ giúp em với ạ. Chẳng qua là hôm nay em lên live là em đang lên cố đấy. Đấy các chị ơi, 210 dồn đơn kèm số điện thoại đúng rồi. Đấy máy tính người ta lọc cho em lại không lọc được. Thành ra là kiểu như các chị mình comment như vậy em nhìn thấy. Nhưng máy tính nó không dồn vào, tí nữa nhân viên đi chốt đơn là bắt đầu mò mẫm mẫm. Xong là có thể bị sót đơn. Đấy các chị nhá, cố gắng hộ em với ạ. Mã này các chị lên đơn là 210 đi ạ. Không đẹp không phải trả tiền. 65-70 cân chốt đơn hàng. 210 kèm số điện thoại kèm chữ dồn đơn cho em. Các chị ơi đá này nó rất là sáng và đặc biệt là gì ạ? Giặt máy cho em không rơi không rụng, chất mềm và sướng luôn. Nó là dòng thu đông đẳng cấp. Hàng này hàng Quảng Châu và hàng đắt. Nó có một cái chất nó rất là cứng. Nó cứng và nó mềm, không mềm như này. 50 cân chốt đẹp ạ. 50 cân đẹp luôn hộ em ạ. Các chị nhá. Con này á kể cả có ảnh lên nó cũng không đẹp được bằng ở ngoài đâu. Đấy các chị ơi, áo ạ, áo là 210.000, quần là 130.000. 210 kèm số điện thoại em nhận đơn hàng. Các chị mà bỏ qua cái áo này tiếc lắm. Bởi vì là đẹp, ai cũng mặc đẹp. Với cả là các chị ngồi ấy, nó không bị lằn cái thịt lên.
kể cả mình ăn cơm hay mình có làm việc nó cũng rất là thoải mái. Nó là dòng thu đông quá đẹp, 53 cân đẹp luôn chị ơi. Chốt đơn từ 47 cân trở lên ạ. Chốt từ 47 cân trở lên là bao sinh luôn. 47 cân trở lên đến 65 67 cân. 65 67 cân lên đơn hàng. 210 kèm số điện thoại. Quần thì các chị comment là quần 181. 181 kèm số điện thoại. Quần là mã 181. Đơn giản nhưng mà cực kỳ đẹp và đòi thoải mái nhá các chị ơi. Quá là đẹp luôn, như là một set luôn ấy nhở. Cái quần này đẹp này. Cái quần này có 130 thôi nhưng mà chất đanh lắm các chị, mặc với áo nào cũng đẹp luôn. Mặc với áo nào cũng đẹp luôn, áo thu đông ạ. Lên đơn mã hàng 210, 210.000. Em bao giá cho các chị luôn nhá các chị ơi. Không phải lo gì ạ. Được chưa? 50 cân mặc size gì tí nhà em tư vấn size, nhỏ nhất là size M, chị mặc size M cho em. Chị mặc size M. Chất nó gọi là mặc như không mặc gì luôn ấy ạ. Mặc như không mặc gì, cực kỳ thoải mái luôn và đẹp ạ. Mã hàng 210 kèm số điện thoại. 210 50 cân mặc size M là đẹp luôn các chị nhá. 210 kèm số điện thoại. Con này cũng đẹp nhức nhối ạ. Các chị ơi ạ. Con này ở ngoài nó đẹp hơn. Đá nó sẽ sáng hơn, nhìn rõ hơn. Cái tay cũng cực kỳ là đẹp luôn. Được chưa ạ? Các chị nhìn con 210 chưa? Điểm nhấn của nó sẽ là hoa đá đây các chị này. Và tay viền pha đá như này. Chất thì không phải lo gì nữa luôn ạ. Mặc cực kỳ thoải mái và đẹp luôn. Mã hàng 210 kèm số điện thoại. Buông rông, áo buông rông thu đông của hàng Quảng Châu. Chưa? 210.000. Ok, em qua mã luôn nhá. Các chị mình ưng mẫu nào chốt mẫu đấy. Quần thì các chị comment mã quần 181. 181 và kèm số điện thoại. 181 kèm số điện thoại cho em. Con này đẹp quá luôn này các chị này. Đẹp cực kỳ là đẹp luôn ạ. 205. Áo lại ui, đẹp quá các chị ạ. Sang, cái hình của nó quá sang luôn. Quá xinh luôn. Tuổi nào cũng mặc đẹp cho em, kể cả chung ạ. Kể cả chung các chị mặc đẹp giúp em mã này. Các chị lên đơn mã này là gì nhỉ? 205 ạ. 205 kèm số điện thoại em nhận đơn hàng. 205 kèm số điện thoại ạ. Siêu xinh. Em đang xem cái máy đấy. Chị đều siêu sinh á, dồi ôi, siêu sinh thì giờ này không biết là siêu sinh là con nào luôn ạ. Chị Hạnh ơi, số điện thoại kèm chữ dồn đơn đi chị Hạnh ơi. Mã hàng kèm dồn đơn hả? Siêu sinh à? Siêu sinh là Nhung đúng không? Siêu sinh là Nhung đây đúng không? Ôi bây giờ còn, nhưng mà chị bao nhiêu cân lấy màu gì? Chị tóc bao nhiêu cân? Hết tiền thôi, hết tiền thì đã được đẹp chị ơi. Chị Nguyễn Hạnh 210 dồn đơn lên số điện thoại luôn đi ạ. Số điện thoại chị dè kèm vào chữ dồn đơn cho em với chị ơi ạ. Không dồn được đâu ạ. Đấy, không là máy nó không dồn được với nhau đâu, bởi vì nó đọc qua số điện thoại mà nó dồn vào ấy các chị. Chị nào lên số điện thoại nào là ở chị nào có những cái mã gì mà số điện thoại đấy là nó sẽ dồn vào. Được chưa? Ấm không em? Có quần lót lông ấm em có chị ơi. Có quần lót lông ấm ạ. Mã này ạ, các chị ơi bỏ qua con này tiếc. Quá là đẹp. 205 kèm số điện thoại ạ. Sàng dã man ép đá đằng trước 205 kèm. Chị lại đi tự nhiên ạ, và comment mỗi cái số điện thoại lại thiếu mã hàng. Trời ơi các chị ơi, tại làm sao các chị bảo mua hàng càng những shop lớn càng khó mua hàng là vì thế đấy. Các chị ạ, comment các chị em nói đi nói lại rồi. Các chị cứ bảo sao bị sót đơn này, không chốt đơn cho chị với cả là không đủ mã hàng của chị. Đấy là vì gì ạ? Các chị comment rất là rời rạc luôn. Lên số điện thoại, mã hàng kèm số điện thoại. Ví dụ các chị dồn thêm con này là 205 đúng không? Được. 205 kèm dồn đơn kèm số điện thoại. Được chưa? Đấy thì nó sẽ rất là dễ. Được chưa ạ? Em đang like tận 3 máy và bây giờ em cũng không thể nào mà đứng đây để dồn cho các chị được đâu. Mà máy tính dồn, mà tí nữa dồn có cái nào và thầy sẽ chốt cái đấy. Thiếu mã hàng thì thôi. Đấy các chị bị thiếu mã. Đấy được chưa ạ? Con này quá sang luôn. Mã này các chị lên đơn là 205 kèm số điện thoại, 210.000 đồng một áo. 210.000 những Nguyễn Vinh ơi. Đẹp nhức nhối ạ. Siêu đỉnh rồi, mặc đẹp lắm à. Ok nương lê ạ, đẹp nhở. Cái tay này các chị ơi, hình của nó cực kỳ sang luôn. Những cái dòng Quảng Châu các chị nhìn thì cảm giác nó bình thường nhưng mặc lên nó sang. 205 dồn đơn, đúng rồi, lên số điện thoại như vậy cho em ạ. Đấy. Các chị nhớ dần dần là các chị mua hàng nhà em quen là các chị cần phải comment như thế nào để mua được hàng thì các chị hộ em với. Đấy nhá, em phải nhắc đi nhắc lại rồi, những khách mới khách cũ các chị mua quen là lời cứ như vậy. 181 ạ, hai cái được ạ chị ơi. 181 của em bao sướng. Còn size 55 cân em còn, chị ơi chị lấy màu gì? Chị Nguyễn Thúy ơi lấy màu gì? Mã này là 205 kèm số điện thoại. Chị nào dồn đơn comment cho em Lan chị 205 kèm chữ dồn đơn là lên số điện thoại cho em. 205 kèm số điện thoại ạ. Hình này các chị bỏ qua là tiếc lắm ạ. Em nói thật là chọn hình hết rồi.
Ở bên ngoài nó đẹp hơn vì cái đá nó của nó sẽ sáng hơn. Lên like này các chị nhìn nó không rõ mấy. Siêu sinh còn size 55 cân không ạ? Siêu sinh ạ, tí nó lấy màu gì còn size bao nhiêu cân thì các chị báo, thì những cái mã đấy em chưa đổi mã. Quần nó có co giãn rất là nhiều. Gấu quần không bo nhá, kẻ viền rất là nhỏ ạ. Các chị lên đơn hàng mã này là 205, quần thì các chị comment là 181 ạ. Quần là lên đơn 181 kèm số điện thoại giúp em ạ. Đây là mã bộ không ạ, đây là gì nhỉ? Đây là áo rời và quần rời. Quần rời và áo rời các chị nhá. Quần rời và áo rời ạ, các chị mua nguyên quần cũng được. Về các chị kết hợp với những cái áo khác của các chị mình. Còn các chị mua nguyên cái áo về các chị kết hợp với quần với váy của các chị tùy các chị. Rồi ok, mã kèm ok chị Thương Lê ạ. Các chị nhá. Cái quần này nó quá dễ mặc, kể cả mặc với áo giữ nhiệt này, hoặc mặc với thu đông như em đang mặc đều ok ạ. Cái tay của nó có hoa đây chị ơi. Hoa pha gen đá như này. Quá đẹp và tinh tế, cái này không phải theo bộ đâu. Áo em mặc là hàng Quảng Châu. Chất cứ gọi là đỉnh chóp luôn ạ. Chị ơi áo của em ạ, hàng Quảng Châu xịn sò ạ, không phải lo, đỉnh chóp luôn chị Tốc ạ. Mặc cái con này các chị ơi, mặc vài năm các chị vẫn thích. Mặc lên người nó vừa đẹp vừa dễ chịu ạ. Đấy, vừa đẹp vừa dễ chịu, nó bo như này thì tạo cảm giác là cái phần bụng của mình này. Các chị ngồi nó không bị lòi lên, hoặc đứng kiểu như mình làm việc nó không bị lằn lên. Quá là đẹp luôn. Đấy, bộ đỉnh ạ. Rồi ok, bộ đỉnh kèm số điện thoại, bộ đỉnh ạ. Bộ đỉnh là 550.000. Ok, em qua mã này nữa nhá các chị nhá, màu này nữa ạ. Con này cũng đẹp nhức nhối ạ, toàn cái hình quá sao. Đấy, quần cạp cao đúng rồi, không hở gọi là chưa, không phải lo. Chị Tích à, chị Tích Nguyệt ơi, không phải lo quần nhà em mặc này. Đủ độ đẹp cho các chị mình, không bị lằn lên, nổi mu nổi múi lên này. Cạp cao vừa tầm cho các chị mình ngang rốn này, được chưa? Ngồi không bao giờ phải lo gọi là lòi hết cả, chưa ngồi đã lòi hết cả đằng sau lên. Không phải lo gì đâu ạ, quần này nó quá chất luôn chị ơi. Quần này em còn đang chẳng có hàng để mà bán luôn, 130.000 cái quần. Quần 181 kèm số điện thoại. Mã cho em là 181 kèm số điện thoại, em nhận đơn hàng. Các chị mặc cái quần này với cái áo nào cũng đẹp luôn ạ, 130.000 một quần. Mã 181, em có một cái viền to hơn nữa. Đấy, mã này em có một cái viền to hơn nhá. Được chưa ạ? 181 ạ, quần thì nó có một cái viền to hơn. Các chị mình lấy hai quần, các chị lấy hai kiểu. Một cái viền cạp trơn. Một cái viền cạp trơn ạ, và một cái viền cạp gì nhỉ? Cạp kẻ to và cạp kẻ nhỏ. Mã kèm số điện thoại cho em ạ. 244 với 222 màu xanh chị Hà Thu. Ok, 60 cân đẹp ạ. Ok chị nhá. Chị ơi, nó đẹp nhức nhối luôn ạ. Sang chảnh dã man luôn ạ. Nhìn của em này. Chất thu đông mà chất của nó sướng. Đến nơi các chị mình chỉ gọi là gì à? Sờ là sướng rồi chứ không cần mặc nữa. Mặc là em mặc như nào em bán các chị cái đấy, mà cái này nó là hàng Quảng Châu đẹp. Quần này các chị này. Quần thì em sẽ có cái viền như thế này. 130.000 đều đồng giá, 65-66 cân đổ lại chốt quần. Mã em đang mặc là 185. Được chưa? Mã này là bao nhiêu? Đây à 181. 131 ạ. Cái này quần là 11. Cái đấy là 181. 181. 131. 131 là quần viền to hơn ạ. À. Các chị lấy hai cái hai kiểu cũng được. Chất của nó giống nhau, cạp của nó cao vừa phải, chất giãn và đanh. Đấy các chị nhá. 185. Và mã này là 185. Trơn, có một tí logo ở đây thôi. Trơn cũng có hai túi cũng form như em đang mặc. Được chưa? Cũng 130. Chất đanh và đẹp ạ. À. 130.000 một quần. Kiểu dáng y xì. Đấy. Áo em mặc là mã bao nhiêu nhỉ em nhỉ? 207. 207 kèm số điện thoại. Hết trong phút mốt luôn chị ơi. Con 207 này hết trong phút mốt luôn ạ. 207 kèm số điện thoại, 210.000 đồng luôn. 207 đến 6567 cân em chốt đơn hàng. 207 và kèm số điện thoại. Đây phần ép đá ở đằng trước ạ, và hai tay. Đấy. Được chưa ạ? Mã và kèm số điện thoại, các chị nào lấy quần, các chị lấy kèm quần. Và quần này thì không phải là mặc với một mình cái áo này đâu ạ. Các chị mặc với nhiều cái áo khác được, có 130.000 một quần thôi. Các chị nhá, 130.000 một quần. Các chị lên đơn hàng và kèm số điện thoại cho em. Mã hàng em đang mặc là 181 kèm số điện thoại. Được chưa? Quần đây ạ, ba cái đây các chị này. Đây là đen nhá. 185. Đen là mã 185. Đấy, có một tí logo ở chỗ túi này thôi, tí logo ở đây thôi ạ. Form của nó giống nhau. 131 là viền kẻ to hơn viền em đang mặc. Được chưa? Áo em mặc 205 mặc có lộ hàng không? 205 là cái gì? Lộ hàng, không có cái gì đâu mà lộ. Lộ ở chỗ nào? Lộ ở đâu? Hàng nào? Hàng trên hay hàng dưới? Đâu? Lộ như nào? Lộ như nào ở đâu? Đấy. Chất của nó dày dặn, nó đẹp như này, hàng của nó hai mặt như này cơ mà mẹ ơi, lộ cái gì, hàng của mẹ để ở đâu mà lộ?
hàng của mẹ bày ra bên ngoài áo thì lộ, còn hàng của mẹ mặc bên lộ chỗ nào à mẹ Hà Tu? Ôi rồi em đi chết với các chị đây nhá, không phải hỏi thừa đâu nhá, thôi mà hỏi thế cũng vui, vui cái like của em. Các chị lộ hàng ở đâu? Nếu hàng chị để bên ngoài áo thì lộ, được chưa? Còn hàng của chị để bên trong áo cho em thì đảm bảo gì ạ? Hàng khủng như nào cũng không lộ cho em, được chưa ạ? Đây này, cái viền của nó đây là hàng ở bên trong đây ạ. Nó dày dặn hàng Thu Đông mà chị, có phải nó mỏng dính hàng Giang ra đâu. Mà hàng Quảng Châu á, nó làm quá tinh tế ạ. Các chị ơi bỏ qua mã này tiếc ạ. 207 kèm số điện thoại cho em ạ. Chị đổi đi, chị cũng phải đổi ạ. 207 kèm số điện thoại ạ. 207 kèm số điện thoại ạ. Thì tí nữa thì gì ạ? Thì nó có hai cái mã ở đấy. Thì các bạn ấy gọi là 207 thì chị lấy 207, hay chị lấy mã nào thì chị bảo các bạn cho em. Đấy, bây giờ là toàn phải làm việc bằng máy tính thôi ạ. Mồm là không thể nào mà, tay không thể nào mà lọc hết được đâu các chị ơi. Quần thể thao có 43 cân có. 43 cân có cả cái mã quần kia nữa. Trời ơi các chị ơi, cứ con chị đi con gì lớn. Con chị điêu đi thì con gì nó lớn. Các chị cứ nhìn cái trước đẹp xong các chị lại thấy cái sau đẹp hơn. Cái nào nó cũng đẹp lắm ạ. Các chị mình lấy hai cái mà mặc hay ba cái mà mặc thay đổi không phải lo gì. Được chưa? Quần này các chị lên đơn là 181 cho em kèm số điện thoại chưa? Thấy không? Chị bảo có cái mã ở đấy cho chị nhìn cái rồi. Áo này 207 kèm số điện thoại giúp em. Quần thể thao nó có một cái mã này nữa này chị này. Và có size to và có size bé. Cho chị mượn cái viền logo Adidas đi. Đấy, logo Adidas kia kìa. Với cả là Coco kia kìa. Con đấy có cả size 30 cân. Đấy, dồn đơn như chị Hà Thu kia có mà đến một quýt mới dồn được. Không thiếu số điện thoại không dồn được đâu chị ơi. Không có số điện thoại không dồn được đơn. Đấy, em phải nói đi nói lại như này là rất là mệt luôn ấy. Đấy, em đã nói rồi. Dồn đơn thì cũng phải comment thêm số điện thoại vào. Bởi vì là quét hết bằng số điện thoại nó sẽ dồn vào là bao nhiêu mã được chưa? Đây các chị nhìn cái quần này của em cũng bao sướng luôn. Em có size to và em có size đến 70 cân. Và em có size 30 cân đến 70 cân luôn. Những cái size vừa vừa là size tầm 50, 52, 55 cân, 56 cân ý. 55 cân ý là hết. Còn đâu size bé này và size to là ok. Áo là 210.000, quần là 130.000 cho em. Chị Quốc Hùng nhá, 130.000. Đấy, chị Nguyễn Thị Phương ok em lên đơn hàng ạ. Này chị này, cái quần này của em thì bán số lượng quá đỉnh rồi. Con này số lượng quá nhiều và bây giờ thì em còn size đến 90 cân chứ không phải 70 cân. Đến 6XL luôn. Đến 6XL luôn ạ. Form quần nó đẹp như này mà có size bé nữa, các chị lấy quần thể thao rồi các chị comment quần thể thao. Quần thể thao mặc với con quần này, con áo này cũng rất là đẹp luôn ạ. Các chị nhá, những cái quần này mặc nhà mặc dễ chịu cực kỳ luôn. Con này đẹp dã man là đẹp luôn đấy các chị ơi. Đẹp ơi là đẹp ạ. Cho chị một áo quần em siêu xinh màu xanh, một áo 2 con phải. Bao nhiêu cân? Siêu xinh mà màu xanh thì không còn. 55 ký. Siêu xinh mà màu xanh à? Siêu xinh màu xanh 50 mấy? 55. 55 à? Vừa đấy. 55 vừa. Rồi ok chị, 55. Chị ơi cái quần thể thao này lên luôn cùng này cho em nhá. Quần thể thao em còn size vừa vừa. Nói chung là vừa vừa là không còn. Vừa vừa là không còn, còn size bé và còn size to. Quần thể thao cho em là 120 thôi. Size bé, size to đều 120.000 chị ạ. Đều 120.000 ạ. À. Chị bé thì bù chị, à chị to thì bù chị bé bù chị to cho em nhá. Chị to bù chị bé. Đây thì các chị này, cái quần này của em 120 thôi, cái mã trước là 130 là mã khác nhá. Chị Nguyễn Vinh comment mã quần chưa ạ? Đây là quần thể thao, còn cái quần mà mã trước là nó có mã của nó là 181 đấy ạ. Đấy, không có comment đến lúc mà các bạn gọi gửi nhầm là các chị mình đi ạ. Các chị mình lại bảo là nhầm hàng nhá. Con này thì đến size 90 cân, hàng nó là đỉnh chóp rồi. Đấy, quần thể thao là 120. Cái quần mã 181 và 131 vừa xong ấy, 185 ấy. Quần thể thao 48 cân em còn hàng. Nó là gì ạ, 130. Còn mã này đang là quần thể thao là 120. Quần thể thao là 120.000. 90 cân chốt đơn quần. Em đang có hai mã quần là viền gì ạ? Viền Adidas như thế này và viền Coco. Và viền Coco Chanel như thế này. Các chị nhá, quần thể thao kèm số điện thoại, kèm chữ dồn đơn. Hoặc là quần thể thao rồi số điện thoại cũng được. Quần thể thao kèm số điện thoại là được. Được chưa? Chị lấy thể thao được ạ. À, ok chị rồi. Quần này mặc sướng luôn chị ơi. Mặc nó đanh chất, nó thích ạ. À. Chất mì nhưng mà nó là mì ép ý.
nó đanh mà nó giãn đanh. Đấy các chị cứ bảo cho chị hai cái quần thể thao, chị bao nhiêu cân thì các chị comment 60 cân còn hàng. Đặc biệt là những chị size to lấy mã này cho em nhá. 120.000 một cái quần thể thao. Ờ à, váy màu nâu trên canh á chị, nâu trên canh là 310, chị Phương Lan con đấy vừa về. Size to bao nhiêu cân mặc được? Chị Lan ơi, chị Lan hỏi cái gì? Cái quần này 90 cân. Áo đang mặc là 210 ạ. Áo đang mặc là mã 207, 210.000 chứ Quốc Hùng nhá. Con này thì gọi là nhức nhối luôn đấy chị ạ. Bán số lượng quá nhiều rồi, bao nhiêu nghìn chị nhận được rồi. Chất nó đanh và nó giãn gọi là đẹp luôn. Đấy, mã này các chị lên đơn quần thể thao kèm số điện thoại hoặc dồn đơn cho em với ạ. À, em cho chị mượn cái quần nhung đi, cho chị dồn đơn quần nhung. Quần nhung cũng siêu sướng luôn ạ. Quần thể thao dồn đơn cho chị Phạm, đúng rồi, có số điện thoại nó mới lọc, nó mới dồn với nhau được. Đây này, cái quần này các chị nào chưa có thì săn nhanh cho em. Quần nhung của em gọi là mặc cái ấm luôn. Áo đang mặc 210. 210.000 là em bao giá. Mã 207, 210. Quần này các chị lên đơn quần nhung. Nó là nhung tâm ấy các chị. Nó là nhung tâm. Quần nhung mã 86 ạ. Quần nhung mã 86. Quần nhung mã 86 giúp em. Đẹp lắm, nhung ạ. Nhung của em sướng luôn ạ. Nhung của em sướng luôn, mặc nhà, mặc đi làm, mặc đi chợ, mặc đi đâu ấm luôn. Tắm xong cái mặc ấm luôn. Mặc đi đây đó. Đấy, mặc đi đâu cũng được luôn ạ. Nâu tây nhá các chị ơi. Mặc này. Đẹp không? Khiếp, chị Hồng Lê comment cái hình gì đấy à, chị Hồng Lê? À chị Hồng Huê à, nhún nhún nhảy nhảy cái gì mà sấp sấp ngửa ngửa như vậy. Con này đẹp luôn, quần này các chị lên đơn là quần nhung 86 ạ. À, quần 86 kèm số điện thoại. Quần 86 kèm số điện thoại cho em size 65 67 các em chốt đơn hàng. Em có màu nâu và em có màu đen, nâu tây với đen ạ. Quần thể thao cho chị hai cái, chị không lấy bộ 22 nữa. Được ạ, à, ok chị. Bộ đấy quá rẻ đẹp luôn. Áo mặc 210 ạ. À. Áo mặc 210.000. Chị ơi nhìn màu nâu tây của quần. Ui. Các chị ơi. Bao sướng. Em đã ngoài bao đẹp thì em bao cả sướng cho các chị mình nữa được không? Quần co giãn 4 chiều và chất nhung của nó sẽ như này này các chị này. Nó không phải là cái nhung tuyết của các chị ngày xưa nhá. Cái nhung này nó là có kẻ kẻ như này ạ. Và nó mịn. Đấy, nó mịn nhá. Mặt ở trong đây này các chị này. Mặt ở trong nó như này. Nó là hai mặt trái phải khác nhau hoàn toàn. Chất của nó ấm cực kỳ và dày dặn. Các chị nhá. Lên form đẹp cực ạ. Các chị comment là quần nhung 86. Quần 86 kèm số điện thoại là được. Quần 86 ạ. Thích cực kỳ luôn ạ. Form rất là trẻ và mặc ngắn ngắn vừa như này. Các chị ở mặc nhà, các chị mặc đi làm, mặc đi chợ cho em đều đẹp. Em sẽ có nâu tây và em có đen. Quần 86 kèm số điện thoại em nhận đơn hàng. Dồn đơn cho chị áo em nào. Chết thôi chị Quản Kim Lan ơi, dồn chưa, lên số điện thoại chưa? Áo là comment 207 kèm số điện thoại. 207 kèm số điện thoại cho em chưa? Siêu đỉnh 67 cân với bộ thể thao cho chị Lệ Lệ. Ok, quần thể thao cho chị hai quần 70 cân. Quần thể thao có đây chị ạ. À. Ok, em may quá. Chị mua cho em 4 quần đi. Nói thật là em đặt số lượng 1.500 quần. Cái mã đấy là em đặt 1.500 quần, là một lô trước 500 và lô sau còn một đặt 1.000. Thế là gì ạ? À? Nó chật lại những size to quá nhiều. Đấy, em lại đặt số lượng bằng nhau. Thành ra những size to ấy có bán được nhưng mà nó lại bị chật lại, với những cái size giữa giữa thì lại bán được hết hơn. Thành ra là gì ạ? À? Thôi chị mua hộ em mà nguyên size to mua 4 cái đi. Nguyên size to mua 4 cái chị Quản Kim Lan ok này. Chốt đơn mã hàng 207 đi chị ơi, đá ép ở đằng trước ạ. À. Giặt máy thoải mái các chị đẹp nhá, giặt máy cho em thoải mái ạ. À. Quần mã 86 kèm số điện thoại cho em. 170.000. 70 cân đến 90 cân mua quần thể thao và 170.000 một quần. Thấy chưa? Bao cho các chị đến 90 cân à? Không, con này 367 cân, quần nhung 170. Quần nhung nhà em bán 170 thôi, không bán hơn 200. Nhà em bán 170. Nhung này của em mặc sướng, mặc cái là ấm luôn. Mặt trái phải khác nhau. Rõ ràng, được chưa? Nâu tây nhá, đen em đang mặc trên người. Đấy. Chị mua hai quần nhưng mặc thích lắm. À ok đúng không? Bây giờ lại mua tiếp đi các chị ơi. Bây giờ lại mua tiếp cho em. Mặc thích rồi lại mua tiếp. Quần nhung mã 86 kèm số điện thoại nhá. Ok em qua mã luôn, các chị dồn đơn, các chị báo em chữ dồn đơn. Dồn đơn báo em chữ dồn đơn ạ. Cái gì nhà mình có hàng nhỉ? À cho chị con phào. Phào lồng luôn con này được không? Phồng luôn, lồng luôn. Lồng luôn. Trời ơi hôm nay á, có một cái mã áo của các cụ ấy, đẹp dã man.
Con này có hàng luôn này. Các chị này. Con này là con gì nhỉ? Con di lê, phao di lê nhưng mà nó ấm cực kỳ luôn đấy các chị ơi. Phao di lê các chị có thể lồng vào luôn những cái áo mà len này, hoặc là áo giữ nhiệt này, hoặc áo gì. Các chị con chị đều mặc vào lẫn vào được, lồng như này được. Phao ạ, 220.000. 185. Mã 185. Ơ cái gì có 185 rồi? Kìa, quần 185 à? Rồi ạ. Các chị ơi, áo đang mặc là 220 chị Hồng Hạnh ơi. Mẫu này em có màu đỏ mận. Em có màu đỏ mận, em có màu màu đỏ đô, quên màu đỏ đô. Em có màu đen. Ok chị Quyên Đỗ Thị ạ, em có màu đen. Ấm lắm luôn nhỉ. Ấm cực kỳ là ấm luôn này các chị này, mà mỏng nhẹ sướng. Càng nhẹ càng sướng của em nhá. Càng nhẹ và càng sướng. 220.000 một áo. Hello chị Yên Lương. 220.000. Các chị lên là gì nhỉ? Phao 185 kèm số điện thoại. 220.000. Đẹp ơi là đẹp luôn ạ. Phao 185 và kèm số điện thoại. Các chị bẻ cổ ra như này cho em ok luôn. Hai túi cực kỳ sâu, cực kỳ ấm ạ. Các chị mình làm việc mà vận động nhiều, các chị mặc những cái áo này nó rất là dễ chịu. Nó rất là dễ chịu bởi vì là mình đang mặc một cái áo len ấy các chị. Một cái áo len ấy, các chị lồng thêm một con áo này ra bên ngoài là các chị đủ được nhiệt ấm rồi. Đấy, để mình làm việc nó dễ chịu hơn. Đấy, chị Vũ Thị Tân ok. Phao di lê. Mã này rồi ok, phao di lê. Mã này của em nhá. 185 ạ. 185 kèm số điện thoại, giá thì không phải lo gì nữa. Áo trong là mã 207 chị ơi. Áo đá 207. Áo đá 207. Rồi ok. 207 kèm số điện thoại. Đúng rồi, comment phao 185 kèm số điện thoại cho em 220. Phao di lê màu đỏ ngoài nó đỏ trầm hơn, đẹp lắm. Bởi vì hàng này hàng Quảng Châu. Thích cái túi đúng không? Thích cái túi. Ấm ạ, mà để được rất là nhiều thứ. Ở nhà làm việc gọi là mình để thoải mái luôn. Nhất là lạnh lạnh này lại có cái hạt gì mà cắn ấy. Đúng rồi đấy. Túi hướng dương này có mà đặt cả nửa cân hướng dương vào đây mà cắn cả ngày không hết. nếu mà vừa bán hàng vừa cắn hướng dương mới cắn hạt đỗ thì bỏ vào đây đúng là cả nửa cân bán hàng. Các chị ạ, ấm dã man luôn mà lại còn rẻ nữa. 220.000 là hàng Quảng Châu các chị ơi. Hàng Quảng Châu cho em ạ, ấm lắm. Đây phao trần nó hết như này này các chị này. Tinh tế cực kỳ mà giá tốt. Chị Hồng Nhung ok, 185 dồn đơn ạ. Cái gì ạ, chị nhẹ. Áo đá bao nhiêu, 220 ạ. 210 ạ. Phao là 220. Phao 185 kèm số điện thoại cho em. Phao 185 các chị nhá. Phao 185 ạ, màu đen, ấm cực kỳ luôn. Nó mỏng nhưng mà nó ấm. Nếu mà quên thì chuột nó làm gì. Quên quên lạc quên đỗ ở trong đúng không. Quần nhung 58 cân đẹp chị ạ. Nhìn màu đen này. Xinh dã man luôn mà gọn lắm các chị ơi. Mặc ở nhà làm việc hay mặc bán hàng ấy, mình vận động nhiều cái tay này nó dễ chịu này. Nếu mà phao ấy, mình mặc kiểu như nó có tay thì nhiều lúc là mình làm việc thì nó kéo lên nó không được ấy các chị. Đúng không. Mình kéo lên nó rất là khó. Mình rửa giấy bởi vì là cái phao nó nguyên tắc thì nếu tay rộng ấy thì nó lại không đẹp. Mà tay bó quá thì mình không kéo được cao. Thì các chị lấy luôn cái phao này cho em. Mấy các chị ở nhà các chị rửa bát quét nhà hay các chị mình giặt rũ, mình bán hàng, mình phải kéo cái tay này lên cao. Thì nếu các chị mà lấy cái phao ấy, chị ơi lên số điện thoại cho em phát chị ơi, chị Hồng Hạnh. Thì là các chị mình mặc cái này, các chị mặc một cái áo len, các chị lồng thêm một cái áo phao ra bên ngoài di lê. Thì các chị kéo lên tận trên này được. Bởi vì là cái áo mặc trong của mình nó kéo được nhiều, nhưng cái áo mặc ngoài nếu mà có tay là không kéo được nhiều. Đấy nó là như vậy. Em thì em cũng mặc thì em cũng gọi là em cũng như các chị vậy thôi. Dùng cái gì nó thiết thực như nào là em nói như vậy, đúng không? Đây ví dụ như các chị mình lồng như này cũng vẫn làm việc bình thường, giặt rũ thoải mái, không bị cái tay nó không bị kiểu như là vướng, không bị vướng, không bị cợi lên. Ok luôn, 220.000 giá tốt rồi. Comment là phao di lê kèm số điện thoại cho em. Áo đá 207 được ạ. Các chị ơi, lấy hai cái thì cũng phải lên số điện thoại cho em nhá. Mã hàng. Ui cái áo này không biết có đến hai lạng không nhỉ? Chị ơi mã hàng kèm số điện thoại vào đi. Đã bảo nhà em lọc bằng máy tính rồi, em không ngồi lọc bằng tay nữa rồi, hiểu không? Em qua tay đoạn lọc tay rồi các chị. Đấy cho nên là các chị mình không comment đúng cú pháp là không dồn được đâu. Tí nữa máy tính nó không dồn vào với nhau rồi nhân viên chốt đơn lòi mắt ra. Đấy chốt đơn nữa một chị là đến 8 phút 10 phút là bọn em chết. Lên chân váy chưa có hàng chị ơi. Nó có hồng đỗ nữa chị này. Chân váy em chưa về đâu chị ạ. Chân váy sáng nay em đăng đúng không? Một số về rồi, một số chưa.
Phao 185 kèm số điện thoại em chốt đơn hàng màu này hồng đỗ cho em. Nhưng mà em có size đến 75 cân. Hàng nhà chị đẹp đúng không? Em cảm ơn ạ. Các chị ơi con này đến 75 cân nhưng mà không có size bé nhá. Chị nào bé quá thì con này không vừa đâu nhá. Cực kỳ là dễ chịu luôn. Ấm cổ này, thích ấm cổ vừa tầm nhưng mà không bị khó chịu. Kéo cao lên. Nếu mà các chị mình không thích gì ạ, cao các chị mình bẻ cổ ra cho em. Đấy, em chào chị Thảo My. Em chào chị. Được chưa ạ? Các chị lên đơn hàng này là phao di lê 185, phao di lê kèm một à gì ạ? Kèm số điện thoại cho em. Kèm số điện thoại ạ. 220.000. 220.000 đồng. Mã kèm số điện thoại em lên đơn hàng màu này, màu hồng đỗ của phao 185. Mã của nó là mã 185 nhá. Em sẽ lên một cái mã phao nữa. Đây các chị ơi, các chị bẻ cổ ra được ạ. Đây nó là mới thì em chưa, nó chưa mềm ấy. Đấy, nó chưa mềm thì em chưa bẻ, nó chưa bẻ ra được. Chưa, quần nhung có ngắn không? Ê, chị cao mấy mét? Chị cao mấy mét mà sợ ngắn chị ơi. Ồ. Áo em mặc trong là 210. Mã 207, gửi hàng cho chị rồi chị Nguyễn Lý ơi. 207. Rồi ạ, con này thì những cái phao này là không có size bé đâu. Ơ, cái gì? Này qua mã rồi mà. Em không có size bé đâu nhá, em chỉ có size to thôi. Rồi, cho chị một mã phao kia đi. Chị ơi, con này thì có hai màu. Có quần chip á, còn ít lắm chị ạ. Có quần chip. Đấy, quần chip vào cao nhà em còn ít thôi. Tí nữa chị lấy quần chip. Nhiệt tay rồi em ơi. Được ạ, chị lấy cái gì chị dồn vào. Báo mã cho em nhá. Đây các chị này, con này thì mã này thì nó sẽ có hai màu thôi. Là màu đỏ đô và màu đen. Màu đỏ đô và màu đen. Nó đánh là size 345. Cái gì? A08 kèm số điện thoại. Chị cao 1m56 ngắn sao được. Em cao 1m58 em còn không sợ ngắn đây. Em còn không sợ ngắn đây ạ. Chị ơi ạ, 207 dồn đơn rồi ạ. Ok chị. Mã này các chị này, màu đỏ đô ạ. Giá các chị không phải lo nữa đâu các chị. Không phải lo giá cho em. Phao thì bao giờ di lê bao giờ nó cũng phải dài dài ôm mông các chị nó mới đẹp. Di lê mà nó cỡn quá lên đây không đẹp nhá. Di lê đang mặc. Trời ơi chị ơi, lại di lê đang mặc. Mã cho em đi chị Hòa ơi. Đây là gì nhỉ? A08 không. Di lê 08 kèm số điện thoại cho em. Con này là hai túi chéo. Con này là hai túi chéo này. Rất là sâu. Con hai kia là hai túi hộp. Túi hộp các chị nhá. Con này thì em phải chốt đơn tầm khoảng 53 cân trở lên, 53 cân trở lên và đến 75 cân là chốt di lê của em vừa. Cực kỳ là tiện luôn đấy các chị ạ. 220.000. 220.000 một cái áo phao. Siêu nhẹ. Đấy chưa ạ? Trần trong, trần ngoài hết, trần chám trong, trần chám ngoài. Mẫu này là màu đỏ đô. Mã này là di lê 08 kèm số điện thoại cho em. Di lê 08 kèm số điện thoại. Đấy chưa ạ? Di lê 08 220. Size đến 75 cân em chốt đơn hàng. 75 cân. Cái hình của nó trần chám này. Được ạ. Ok chị Vinh, tí nữa chị báo nhân viên ở bên em nhá. Chị nhớ rồi, tí nữa chị báo của bạn ấy. Bởi vì là đã có mã ở đấy rồi thì tí chị báo lại cho em. Áo trong em đang mặc là 210. Mã 207 nhá chị Thi Vũ ơi. 207. 210.000. Đây ạ, chị nhìn con này thì nó là hai túi chéo như này và hai túi hộp. Các chị nào ưng mã này thì comment là di lê 08 kèm số điện thoại em nhận đơn hàng. 220. Nhẹ lắm các chị ơi, xuống đấy cởi ra phát mát luôn. Mặc vào cái nó ấm, giữ nhiệt tốt. Đấy luôn, lại còn lên quần chip nữa. Mặc mẫu à? Chị Hồ Nhung, em mặc mẫu quần chip nhá. Hay là như nào? Em mặc mẫu quần chip cho chị xem ấy. Chị mua 1 vạn cái hay là mấy vạn cái để em còn biết được em mặc mẫu. Mới phải chia sẻ lên cho em vài nghìn người. Di lê á, di lê mã bao nhiêu chị Xuân Dương ơi? Di lê 08 hay là di lê bao nhiêu? Di lê mã trước là mã gì nhỉ? Di lê 08 dồn đơn cho chị Tân à? 815. Áo em mặc di lê 08 ạ. À. Rồi ok chị Thu Hương Nguyễn, ok em chốt đơn hàng chị nhá. Chị ơi ạ, à, kèm số điện thoại ạ. À. Di lê ạ, à, màu đỏ đô đẹp luôn, hàng Quảng Châu hết ạ. À. Túi này của nó sẽ là hai túi chéo. Rất là sâu luôn. Và nó sẽ trùm mông như này các chị nhá. Nó sẽ trùm mông. Được chưa? Mặc cực kỳ gọn luôn. Ôi.
Được ạ, chị Hương Mai ok, gửi hàng cho chị Lục Hương, chị Hồng Loan Ngục ok, chốt đơn dồn rồi. À chốt gửi hàng rồi chị ơi. Lên chốt đơn. Dồn đơn bao nhiêu? Áo trong em mặc 210, mã 08 chị Xuân Dương ok. 207 nó là hàng đỉnh chóp của Quảng Châu, hàng thu đông của Quảng Châu đẹp lắm luôn ạ. Chị ơi, hàng thu đông Quảng Châu ạ. Các chị có cần em lên áo gió không? À cho chị một mã di lê lê len đấy, đấy 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 đấy, đúng rồi đấy, đúng rồi con đấy á. Rồi rồi ok, mã này các chị comment là 207 cho em, hàng thu đông Quảng Châu, sướng luôn, nhận hàng đồng kiểm cho em, sướng luôn ạ. Di lê gì chị Thanh Nhàn lên số điện thoại kèm chữ dồn đơn đi chị ơi, mã hàng kèm số điện thoại ạ, mã hàng và kèm số điện thoại, nhận cái máy tính nó khác dồn vào với nhau được. Cái của chị có mã gì nhá. Đây ạ, à, em lên cho chị một con len di lê này. Con len di lê này cực kỳ sướng luôn. Em tặng các chị mình giá tốt nhá. Tặng luôn ạ, à, di lê len lông. Mã này comment là A mấy nhỉ? Một màu thôi chị ơi, có một màu. Hả? Con này di lê mặc sướng ạ. À. A5 kèm số điện thoại em nhận đơn hàng. Em tặng các chị giá bao tiền? $170.000. Nhà ai bán được rẻ hơn em tặng không các chị. Con len lông đẹp như này. Được chưa? Màu đỏ đô. Em tặng các chị 170. Em có 3 màu và số lượng còn ít thôi ạ. 170.000 đồng. Các chị lên đơn hàng màu đỏ đô. A5. A mấy? A5 kèm số điện thoại. Chị gái gửi chưa? 244 gửi hết rồi nhá. Các chị ơi, 244 là em không nợ ai ạ. Lên áo len dài tay của trung tuổi đi em. Lên dài tay, được ạ, à, đang lên đây chị ơi. Di lê cho chị Thanh Nhàn, đúng rồi. Đấy, lần sau cứ như vậy cho em nhé. Đấy, dồn đơn thì cứ comment số điện thoại. Vì các cái mã nào nó có số điện thoại nó sẽ dồn lọc được với nhau ấy các chị nhá. Đây này, màu bò này các chị ơi. Em còn áo bi hôm qua hết sạch thành xanh ạ. Bây giờ nó còn màu đen của cái mã hôm qua, em về được bù màu đen. Còn màu kia thì em chưa. A5 em tặng các chị giá 170. Nhà ai bán được rẻ hơn em tặng không các chị luôn, không đồng. Chưa? Áo trong với chị Long Đàn ơi, comment là gì ạ? 207 kèm số điện thoại cho em. Chị Long Đàn nhá, phải comment đúng mã và số điện thoại kể cả khách quen ạ. 207 kèm số điện thoại chị Đàn nhá. Mã này cho chị Mai Phạm ok. A5 kèm số điện thoại 170.000. Chất len lông đẹp như này ạ. 170.000. A5 kèm màu nâu. A5 em có đỏ và A5 em có tím, màu nào cũng đẹp. Ở ngoài chất của nó đẹp hơn ạ. 170. Lên đơn hàng A5 kèm số điện thoại 170.000. Mở cúc ra được các chị ơi, mở cúc được nhá. Nhưng mà em đang gì nhở, em đang rơi thế rộng rộng là em chui luôn. Đến 70 cân chốt đơn hàng A5. 70 cân các chị chốt A5 cho em ạ. 170.000 em bán nốt thôi. Mã này không bù nữa. Vẫn bán tốt nhưng mà em thích. Quần chip là bao nhiêu tiền nhở? 350 một lố. Chip nhà em cạp cao 350.000 một lố ạ. A5 ạ. Rồi ok chị Thảo Phạm ơi, cho em xin số điện thoại kèm mã hàng đi. Cho em xin số điện thoại kèm mã hàng đi các chị. Lên mã hàng, lên số điện thoại cho em tặng các chị 170 mã này. 170.000. Được chưa? A5 kèm số điện thoại, em đang mặc trên người là tông màu tím của A5. Cho chị mẫu áo mặc trong bao nhiêu em nhỉ? 210. Chị ơi lên đơn là 207 kèm số điện thoại cho em với ạ. Chị Hồng Loan Ngục 210.000. Mẫu này màu tím ạ. Áo bờ ra dồn đơn cho chị Thanh Nhàn. Vâng ok chị. Mã cho em đang là 207. À cái gì nhỉ? A5 kèm số điện thoại ạ. Trời ơi em đang đau hết cả đầu. Đang loát cỡ là không kịp. Không loát được kịp luôn ấy. Đau hết đầu các chị. Màu này đẹp nhờ. Ở ngoài kiểu cái len của nó còn nhũ nhũ lên cơ. Các chị ơi giặt máy thoải mái luôn. Chất len này giặt máy thoải mái luôn ạ. 170.000. Rồi ok, màu tím ạ. Các chị vừa, các chị mặc, các chị không vừa, các chị thấy ai mặc đẹp các chị mua tặng. A5 kèm số điện thoại, chị Mai Phạm ok, em chốt đơn hàng, chị Hồng Loan Ngục ok ạ. A5 kèm tông màu bò, không mở cúc mà chị mở cho. Trời ơi, chị bắt đầu là bảo như kiểu là bị bắt đầu mặt bắt đầu phừng 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 lên ấy. Huyết áp đấy các chị ạ. Huyết áp lúc tụt lúc tăng ấy. Hôm nay ăn nhiều thứ rồi mà. Nãy ăn mấy cái nem rồi còn gì nữa. Cái gì? Đẹp quá luôn ạ. À. A5 đi các chị ơi.
A5 kèm tông màu bò cho em ạ, 170.000. Cho chị mượn một con di lê kẻ nó đi em. Cho chị một con di lê kẻ A5 kèm số điện thoại nhá. Lên đơn hàng kèm số điện thoại cho em ạ. Mẫu nào các chị mình ưng, màu nào các chị lấy màu đấy. Con nào thì chất cũng sướng như nhau. Chưa ạ? Len 170.000. Ok em qua mã luôn A5. Mặc lại di lê túi hộp á. Vâng, ok, em này lấy con di lê túi hộp. Di lê em có hàng. Di lê em có hàng. Di lê túi hộp là mã 185. Mã đấy là mã 185 à? Vâng, 185. Đỏ mận túi hộp. Các chị nhìn hộ em này. Đây ạ, mặc lại 3 phút thôi, tua màu rất là nhanh nhé chị nhá. Nhìn hộ em nhanh ạ. Di lê túi hộp nó là mã 185. 207 cho chị Hồng, ok. A5 màu tím cho chị Hà Thị Vân, ok ạ. Lên bộ khóa màu rêu đi em ơi. Chẳng biết là hôm nay mà. Rồi ok ạ. Tụt huyết áp, uống trà gừng. Em bị huyết áp thấp đấy các chị ạ. Lên dài tay chung đi. Rồi ok ạ. Em mặc áo nhiệt đi, chị lấy thêm con nữa được ạ. Ok. Chị ơi, cái con nhiệt đen của em ấy, cái con em đang hot dã man ấy. Cái con vừa nãy em đang gọi là hot hot, gọi là mã bao nhiêu nhỉ? 591 của em lúc đầu like ấy. Con đấy gọi là đang hot hit cực kỳ luôn. Đây chị nhìn con túi hộp ạ. Di lê ạ. Di lê mã 185. Mã 185 ạ. 220.000. 220.000. Di lê 185 màu đen, màu mận em đang mặc này. Và màu hồng đỗ rất là sáng da. Chị ngủ phơi cu lên, bây giờ chị mới vào khổ. Cứ ngủ phơi cu lên. Được ạ, ok chị Mai Phạm này. Giờ chị xem tí được ạ, ok. Đây ạ, màu này màu đỏ mận nhá các chị nhá. Di lê ạ, 220.000. Di lê 185 220 màu đen. Được ạ, chờ em tí em cởi ra rồi em mặc. Cởi ra hết những cái này đã. Chị đang muốn cái con len dài tay. Len dài tay nhà mình có nhiều nhưng mà cứ bị lùi. Cái mã kia của nhà mình là mã vừa like đúng không? Con A5 mày à? Con A5 kia nhấc ra để tí mang nhà đi để mà chốt đơn. Đẹp không ạ? Màu đen các chị ơi. Cái con A5 nó vẫn còn đang cái hoa hoa cái kìa. Con len kìa. Nhặt bỏ ra tí đợi chốt đơn lại bảo hết. Cho chị xem bộ siêu đỉnh với được. Chị ơi em cũng muốn bán con siêu đỉnh. Nói thật là đang bị hết hàng bớt. Lẻ sai thì muốn là lên luôn để nợ luôn, không bù hàng luôn, có thể là ngày mai trả đơn. Đấy các chị nhá. Phao di lê ạ. 70 cân vừa chứ. Chị Hà Vân ơi, 70 cân vừa. Giờ di lê cũng vừa mà len cũng vừa chị ạ. 70 cân vừa. Mã kèm số điện thoại cho em. Mỗi chị vào like cho em xin mỗi chị một lượt chia sẻ nhá các chị nhá. Chia sẻ like cho em với ạ. Con này 75 cân vẫn vừa phao di lê. Di lê 75 cân màu hồng đỗ. Màu hồng đỗ ạ. À màu hậu đúng rồi, màu hồng đỗ. Áo trong em mặc có size to 65 67 cân thoải mái vừa. 207 chị Hằng nhá. 207 65 67 cân. Mã này là di lê 185, ok qua mã luôn ạ. Di lê mã 185 ạ. Em lên cho chị một con di lê len này nữa này. Một con di lê len. Di lê mã 185 kèm số điện thoại cho em với chị Vân Hoàng ơi. Di lê mã đấy là 185 220.000. 75 cân, chốt đơn hàng. Con này cũng đẹp như nhối con tim luôn ạ. Siêu đỉnh của em mặc ok lắm ạ. Chất vải xịn sò, em cảm ơn chị. Trời ơi, các chị ơi. Chốt nhanh con này ạ. Em tặng các chị còn 170 luôn. A2 kèm số điện thoại cho em. Mã này lên A2 của em, len di lê. Len ạ. Len di lê len ạ. Màu rêu này các chị này. Màu đỏ đô em đang mặc trên người này. Màu này em có màu bò ạ. Màu bò của di lê. Màu xanh lạ của di lê. Màu xanh lạ của di lê. Và màu tím của di lê. Được chưa? Áo trong là 207 cho ông Hạnh nhá. Mã ở trong là 207. 210. Em tặng các chị con này 170.000. Bao giá, bao form và bao cả chất nữa cho các chị mình. Được chưa? A2 kèm số điện thoại 170.000. Em đang mặc trên người là tông màu đỏ ạ. Túi của nó đây ạ. 70 cân vừa luôn ạ. 70 cân chốt di lê. Di lê len này, mã này làm A2 kèm số điện thoại. Chị nào A2 dồn đơn. Được ạ, màu đen chị Vân Hoàng, ok, 58 cân vừa. Dài tay chung đi, em chốt đơn rồi, ok. Hello chị Thanh gọi ạ. Mã và kèm số điện thoại cho em này. Màu đỏ này, lên tua màu nhanh nhá. Tua màu nhanh ạ, các chị nhìn màu cho em.
rêu. Rêu của A2. A2 và kèm số điện thoại. A2 và kèm số điện thoại ạ. 170.000. 170.000 A2. A2 rêu. A2 màu rêu ạ. Thoải mái cực kỳ luôn. Chất len thì bao giờ nó cũng co giãn nhiều mà chị ơi. Chất len co giãn nhiều, thoải mái ạ. A2 ạ, di lê. Các chị thích lấy di lê len thì các chị lấy di lê len. Ui ôi, lông bay hết vào mồm. Di lê gì nhở? Di lê phao. Di lê phao. Cái con vừa nãy nó là tay của nó như nào nhỉ? À rồi ok, nốt mã này nó lên con đấy. Áo trong một màu thôi chị ơi. Một màu ạ, một màu sang đẹp duy nhất luôn. Một màu sang duy nhất luôn, 207. 207 kèm số điện thoại. Di lê mã này là A2 kèm màu xanh lạ. A2 và kèm màu xanh lạ, 170.000. A2 màu xanh lạ, 170. Đấy chưa ạ? Màu xanh lạ. Rất là nhiều màu luôn, mình ưng màu nào mình lấy màu đấy. 170.000. A2 của tông màu bò. Em dơ màu thôi, đốt thì không mặc lại, không mặc nữa cho nhanh nhá. Đấy, màu tím, các chị mình ưng màu nào các chị lấy màu đấy ạ. A2 màu tím ạ. A2 màu tím. Tin nhắn tự động, mệt hết cả người. Rồi ok, tin nhắn này là tin nhắn của bọn là tự động ấy đúng không? Vớ vẩn đúng không? Di Lê Len A2 ạ. Rồi ok, chị Lê Thị Hồng ok, em chốt đơn hàng ạ. Mã cho em và kèm số điện thoại. Màu này màu xanh lạ nhá. Màu xanh lạ, màu xanh rêu. Màu tím, màu gì ạ? Rồi ok, em qua mã luôn. Thế à? Tại vì form to ấy chị ơi. Rồi ok ạ. À, cái gì nhỉ? Cho chị một con len kia đi. Con len này có trên mẫu chưa? Con len đấy, đây 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 đây. Con lấy đây đây. Lên mẫu chưa? Không có mẫu trên á. Lên mạng đấy đi. Chị nào báo siêu đỉnh ấy nhờ. Trời ơi, lại bảo là chị nào vào nãy bảo em là bộ siêu đỉnh ấy nhờ. Các chị ơi lấy con này. Lấy con này đẹp nhức nhối ạ. Duy nhất có một màu xám này thôi. Quá là xinh luôn, len chung ạ. Các chị mua tặng ai hay các chị mua hộ ai em không biết, nhưng mà gọi là bao sướng, bao rẻ và bao cả sướng. Mã này em chỉ có một màu duy nhất. Mã này là lên gì? Đánh mã đi. A8 kèm số điện thoại kia. Chuyển mã xuống. A8 ạ, à, các chị ơi. Lên bộ khóa rêu được ạ. À. Bây giờ lên nhá chị nhá. Em cũng muốn bán bộ thể thao vì bộ thể thao em còn số lượng hàng. Bây giờ em lên luôn. Mã này các chị lơ chốt đơn áo len ép. Em tặng các chị giá 220 luôn. 220 hết hàng luôn ạ. Con này có vài cái nữa thôi. A8 và kèm số điện thoại, một màu duy nhất ạ. Size đến 70 cân chốt đơn hàng. Áo len ép. A8 và kèm số điện thoại. Len chung dài tay kẻ ô đi chị ạ. À? À có cái kẻ ô như mình còn hàng không? Đấy, bảo bọn nó đẩy cái kẻ ô cho chị đi, chị bán nốt đi. Cái kẻ ô đấy tặng giá tốt, bảo bọn nó đẩy dưới nhà lên. Cái bộ mà cái áo len mà len chung ấy, mà cái kẻ ô ấy. Ở đây còn không? Còn mã không? Đấy, cái con ở dưới tay em là cái gì đấy? Dưới tay em nó là cái hoa nào đấy? À, không phải con. Không, con kẻ cơ, con kẻ nó có 3 màu, kẻ đỏ, kẻ gì đấy ạ. Rồi ok. Các chị chốt đơn mã này lên đơn A8 kèm số điện thoại cho em. A8 ạ. Em tặng các chị mình bao tiền nhỉ? Vừa bảo bao tiền? 220.000. 220.000. Có lên nốt mã này nữa không nhỉ? Có lên nốt mã này nữa không nhỉ? Hay là bỏ qua lại đi. 220 size 75 cân. Các chị chốt đơn lên đơn A. A8 kèm số điện thoại cho em. A8 và kèm số điện thoại.
Chị Đàm Định, ok em chốt đơn hàng ạ. Con này một màu chị ơi, size 70 cân chốt đơn thoải mái ạ. Em gọi ở dưới nhà đi, bọn nó khác cầm cho. Len kẻ. Cái len chung mà nó là len kẻ. Len khóa mà len kẻ. Có hiểu không? Cái mẫu chung. Rồi ok, chị nào bảo em mà lên bộ thể thao ấy nhỉ? Cái con đá mới ấy chị. Con đá mới vừa xong đâu. Đâu? Chị gì nhở? Rồi chị đoán mai ok ạ. Chị Đàm Định ok chốt đơn hàng rồi nhá. Chị gì nhở? Chị Hồng Loan Ngục vừa nãy hỏi em con đá này đúng không? Con đá này mà chị không chốt được thì quá tiếc luôn. Mà em bán tặng giá tốt rồi đấy ạ. 185.000. Mã này là 185.000. 65-67 cân đổ lại chốt đơn hàng. 65-67 cân. Chất cô tông. Đá ép như này ạ. Rất là sáng luôn. Và tay của nó ép ra đá gen như này ạ. Tay lưới nhá các chị nhá. Tay lưới một lớp bao đẹp luôn ạ. Chị nào vừa nãy bảo em bộ thể thao đỉnh ạ. Đỉnh đỉnh của những em đây các chị chốt đơn này. Mã này thì đẹp không tì vết rồi. Mã này thì đẹp không tì vết luôn. Chị nào chưa chốt đơn được thì các chị đặt mã này đi ạ. Mã này là đang kiểu như cũng bị bù rồi. 75 cân chốt đơn hàng. 75 cân ạ. Ui con áo mặc trong sang dã man. Cho chị đừng cho chị con này dồn đơn được đâu chị ơi. Mã là gì nhở? Đỉnh. 591 dồn đơn ạ. 591 dồn đơn và lên số điện thoại là kèm chữ dồn đơn cho em và lên lại số điện thoại ạ. Các chị này, bộ này nó là đỉnh của chóp luôn. Bộ này các chị lên đơn là siêu đỉnh và kèm số điện thoại cho em. 75 cân chốt đơn hàng ạ. Lên đơn siêu đỉnh. Form quần, form áo gọi là quá chất luôn. Chất như nước cất luôn ạ. Siêu đỉnh và kèm số điện thoại em nhận đơn hàng. 550 một bộ. 45 cân, 42 45 cân ạ. Siêu đỉnh. Đẹp lắm luôn đấy các chị ơi. Gọi là xịn sò. Chất của nó đanh. Cứ phải mặc gọi là 1 2 nước bắt đầu nó giãn gọi là thoải mái. Còn form của nó đanh. Bộ khóa không mũ. À, bộ khóa không mũ thì em chỉ có mỗi cái bộ màu rêu đấy không mũ thôi của 224. Hồ khóa không mũ của 224 nhưng mà chị bao nhiêu cân? Bởi vì con đấy thì em có mỗi một size và có một cọc của màu rêu. Nó có khoảng tầm chục bộ thôi. Đấy chị phải lên cân nặng của chị xem con 224 rêu không mũ cho em. Đấy rêu không mũ của 224. Phải xem cân nặng thôi chứ không phải là con đấy cái nào cũng có đâu ạ. Cái nào cũng vừa đâu. 191 rồi ạ, à, ok. Mua siêu đỉnh. Ôi dồi ôi chị ơi. Người ta bán 690, 700, 750. Nhà em bán 550.000. Nhà em bán 550.000. Cái áo phao nhà em 2 triệu vẫn không miễn ship. Có nghĩa là em cộng giá thành theo từng gì nhỉ? Từng sản phẩm rồi. Nghĩa là những cái này của em cũng cộng đầu đơn gọi là bình thường thôi. Chứ không phải là cứ đắt là được lãi nhiều đâu các chị nhá. Không phải là hàng cứ lãi đắt là được lãi nhiều đâu ạ. Cái áo phao 2 triệu 7 khách vẫn giả ship 30.000. Cái áo phao 2 triệu 1, 2 triệu 2 khách vẫn giả đầu đơn 30.000 tiền ship. Được chưa ạ? 244 em còn hàng chị ơi, em like từ đầu like rồi. Bộ này em sẽ có mũ và không mũ. Bộ này chất của nó quá đanh luôn. Lên đơn mã này là siêu đỉnh kèm số điện thoại cho em. Siêu đỉnh kèm số điện thoại 50 cân có vừa siêu đỉnh ạ. Có size S, có size M, size L, size XL và size 2XL. Chị Nguyễn Lý ok em chốt siêu đỉnh. Nó chất cực kỳ luôn đấy các chị.
Người ta bán 690, 700 nghìn, 750 cơ chị ơi. Nhà em bán có 550. Chị 55 cân thì con rêu đấy đẹp chị ơi. Đấy. Được ạ, à, ok. Con nhiệt cổ cao là con nào? À tí đã chọn thêm cái gì? Áo mặc trong các chị comment là gì à? 591 kèm số điện thoại. Áo mặc trong là 185.000. Lên áo gió đi em à. Vâng ạ, ok. Các chị ơi, bộ này em sẽ có mũ và không mũ. Các chị nhìn viền cho em nghiêng này cho các chị nhìn cái sườn quần. Nó pha phối tông màu, nó quá xịn sò luôn. Bộ có mũ các chị comment là siêu đỉnh kèm số điện thoại. Siêu đỉnh của em có một màu duy nhất thôi. Chất của nó quá đanh luôn, quá xịn luôn. 550. Em đang mặc là có bộ có mũ. Có mũ viền quần đến gót chân, không mũ viền quần đến nửa và không có mũ áo, được chưa? Cực kỳ là gọn và sang luôn ạ. Bộ này là quá sang luôn. Lên đơn hàng là siêu đỉnh kèm số điện thoại nhé. Đấy, được chưa? Em mặc áo không mũ chị coi, ok chị. Nhìn hộ em nó chỉ khác nhau cái viền quần thôi. Cái viền quần của nó là con này thì nó sẽ đến gót chân. Và con không mũ thì nó chỉ đến một nửa. Với cả nó không có mũ ở áo. Đấy, hàng bao đẹp rồi chị ơi, không cần phải lo tiền ship. Quan trọng là các chị mình mua được hàng miễn ship mà nó không đẹp. Còn nhà em thì không miễn ship nhưng mà hàng đẹp, được chưa? Rêu không mũ 55 cân có hàng chị ơi. Siêu đỉnh kèm số điện thoại nhận đơn hàng. Siêu đỉnh. Đẹp tuyệt vời à chị? À, chị nhận được rồi đúng không? Em cảm ơn chị. Nó chất như nước cất luôn, không có cớ gì mà em bán như vậy mà số lượng bán dã man. Số lượng bán dã man luôn ạ. À. Siêu đỉnh kèm số điện thoại. 50 cân có vừa chị Tuyến ơi, chị Trần Tuyến ơi, 50 cân vừa. Áo trong là 185.000, mã 591. 591 185.000 đồng. 591 185. Đẹp nhức nhối luôn đấy các chị ơi, đẹp cực kỳ luôn ạ. À. Nhà em đang gọi đấy chị Nguyễn Mai ơi, em đang gọi đơn đấy ạ. À. Đây này các chị này. Con này sẽ là không mũ thì nó sẽ kéo lên đây. Được chưa? Và quần của nó sẽ viền đến một nửa như này. Quần nó sẽ đến một nửa thôi. 550 size đến 75 cân. 550.000. Size đến 70 cân luôn ạ. Áo bên trong ạ. Chị ơi comment như thế không chốt được đơn rồi. Siêu đỉnh ơi, chị Thanh gọi ok chị ơi. Chị lên là 591 kèm số điện thoại cho em với ạ. Đấy chị comment như vậy là áo đá mặc trong là tí nữa các bạn không biết mã nào đâu. Bởi vì một like em mặc mấy cái áo đá mà. Thì chị nhà em đã bảo em lọc bằng máy tính rồi. Các chị lên mã hàng cho em chuẩn đi ạ. Đây ạ, bộ này là bộ không mũ. Bộ không mũ, cái viền quần của nó đến một nửa chân như này đấy các chị nhìn này. Và không có mũ ở áo. 75 cân chốt đơn hàng. Chị Thanh Xuyên lên lại là 591 kèm số điện thoại cho em ạ. 591 kèm số điện thoại hoặc là 591 kèm gì à? Số điện thoại kèm chữ dồn đơn. Áo đá mặc trong 185.000. Chấm bi không có hàng chị ơi, chấm bi hết sạch luôn. Chấm bi không có hàng ạ. Con này em bù lại được nhưng mà ít thôi. Đấy, cũng đang phải lọc đấy ạ. Cũng đang phải lọc. 591 kèm số điện thoại. Mã này các chị comment là siêu đỉnh kèm với số điện thoại ạ. Siêu đỉnh không mũ. 591 cho chị Lê Huế dồn đơn ok. Mã và kèm số điện thoại này. Được chưa? Mã kèm số điện thoại cho em là siêu đỉnh và kèm cái gì ạ? Số điện thoại. Tí nữa các chị lấy không mũ, các chị lấy có mũ thì các chị báo nhân viên ở bên em. Lấy cho chị cái bộ rêu của 244 mà không mũ đi. Rêu của 244 không mũ và có mũ ra đây luôn. Đấy các chị này. Bộ này là bộ không mũ. Đây. Rồi ok, em qua mã bộ siêu đỉnh nhá các chị ơi, không phải lo gì chất nữa ạ. Chị nào mua rồi thì biết rồi. Chị nào chưa mua thì các chị mình cứ yên tâm giúp em, bởi vì các chị mua rồi các chị feedback rất là tốt rồi. Không phải lo gì đâu ạ. Không đẹp không bao giờ em bù nhiều hàng như thế đâu. Và cũng không bán được luôn ấy ạ. 550.000. Đây ạ, em lên con 244 của màu rêu, không mũ của chị nào. Nhớ là không mũ thì nó chỉ có số lượng ít thôi và không đủ size đâu nhá. Của cái bộ rêu này, của cái mã 244 này này. 224 đúng không? 224. Siêu đỉnh chất, nó là chất kiểu như là dạng Umi, nhưng mà Umi F là dòng cao cấp rồi chị ơi. Umi F dòng cao cấp rồi. Nó là hàng Quảng Châu xịn sò.
Bộ này là bộ rêu. Bộ này là 224. Kèm màu rêu. Chất như nước cất luôn, 370.000. Nhưng mà em có size tầm 54 cân, 54 đến tầm 58 cân ạ, 58, 59 cân thôi. 54 đến 59 cân là có size con rêu không mũ này. Còn nếu mà rêu có mũ thì em chốt đến 70 cân, 75 cân. Rêu có mũ là chốt đến 75 cân. Bởi vì là nó bù lên đúng một cọc rêu, đúng một cọc rêu khoảng tầm chục con. Đấy, chục con nguyên một size. 54 đến 59 cân mặc một size. 54 đến 59 cân. Chốt đơn mã này là 224 kèm màu rêu không mũ. Thấy chưa ạ? Đẹp nhức nhối luôn đây chị ơi. Ví dụ như là không mũ thì chị có thể kéo hết lên cổ, lên khóa, lên trên như này được. Đấy. Đẹp cực kỳ, em đang mặc cũng bị rộng rộng đấy ạ. 224 kèm màu rêu hộ em, 370. 224 kèm màu rêu. Đấy, có mũ ạ. Áo phao túi chéo. À, cái phao di lê á, có khóa chứ. Cái phao di lê đúng không? Nó có khóa túi. Đấy, hàng Quảng Châu nó làm tinh tế lắm chị. Có khóa ở túi luôn, cái túi chéo là có khóa nhá. Cái di lê gì? Chị gì nhìn em con này, chị Hồ Nhung nhìn em con này vừa chưa? Ê, chị gì bảo em con màu rêu ạ. Rêu của nó là rêu màu rất là đẹp, rêu vàng đẹp nhá. Đấy, không có mũ và có mũ ạ. Và đại đa số là nhà em chỉ có mũ thôi. Còn cái chị thích con không mũ để em mặc cho chị theo size của chị đấy. Đây, có mũ thì nó cũng rất là trẻ trung. Không có mũ thì nó kiểu gọn gàng. Chị nào vừa bảo em là lên con ấy nhở, lên con kẻ len ấy nhở, con kẻ len trung ấy nhở, khoác len kẻ trung. Con giữ nhiệt này mặc ở trong quá đẹp luôn. Hoặc một mình nó cũng phê luôn ấy chị ơi. Phê luôn, 185.000 giá tốt rồi đấy. Cộng đúng mấy nghìn bạc. Mấy nghìn để bán kèm đơn thôi nhá các chị nhá. Mấy nghìn để bán kèm đơn. Đúng rồi. Chị Liên Lê Thị ok em chốt đơn hàng. Đây chị ơi, có mũ của nó chị sẽ bẻ như này. Mũ của nó cũng cực kỳ là gọn luôn. Rất là gọn. Bộ này có cả màu đen chứ chị. Bộ này em có cả đen mà. Em like từ đầu like rồi. Chẳng qua đây là em đang mặc lại màu cho chị xem cái kiểu đấy thôi. Thấy chưa ạ? Em mặc lại thôi ạ. Em sang một mã bộ nữa nhá. Chị nào nhỉ? Cho chị con 37, 57. À con gì 7 cơ. Con gì ở giữa? Bộ, bộ ở giữa. Có phao di lê em vừa like xong thế chị. Có phao di lê em chả vừa like xong hai mã liền. Em like hai lần liền. Cái màu rêu này, màu rêu chưa bao giờ có trong bảng màu luôn ấy các chị ạ. Chưa bao giờ có trong cái bảng màu thể thao. Bởi vì nó là rêu vàng. Bình thường nó là rêu xanh xanh cơ. Đấy, rêu này rêu lạ và đẹp ớt là đẹp luôn. Rêu lạ đẹp, màu sang ớt là sang luôn. Mã này các chị lên đơn là 224 kèm số điện thoại cho em. Có size nhỏ chị ơi, có cả size bé, cả size to. Bé là bao nhiêu cân ạ? Chị Hồng ơi, bé là bao nhiêu cân? Bộ này màu xanh có size to. Có size của chị. À, size bé. Size bỏ xuống đất không nhấc lên nó chẳng dễ hơn này. Cái sàn trồng chéo này. Chị size bao nhiêu cân đấy chị báo em. Bộ này siêu chất luôn. Chất này đanh dã man, 43 cân thì không vừa. Bé là 43 cân thì không vừa đâu chị. Bộ này thì nhức nhối luôn. Bộ này đẹp nhức nhối luôn. Mà giá cũng tốt, có 300 mấy. Có 300 mấy thôi. Chất đanh đẹp lắm. Các chị ơi, chất đanh đẹp cực kỳ luôn. Ôi dồi ôi, bây giờ chị mới vào thì chị xem lại live stream đi nhá. Chị xem lại live stream giúp em ạ. 244, 50 cân, quần không dài đâu. Chị ơi, form đấy quần không dài. Chị xem bao di lê, trời ơi các chị ơi. Em vừa qua mã rồi. Bộ giống như con canh đang mặc. Bộ giống như con canh đang mặc ạ. Chị chờ em tí nữa em xem. Nếu mà em lên like lại được thì em like nhá. Chứ bây giờ em phải chạy mã một tí đã. Bộ này thì chất quá ok luôn. Form đẹp, chất đẹp luôn. 370.000. 370.000 một bộ, size đến 65 67 cân. Em đang mặc trên người là mã 47. B47 của màu xanh. Pha đen ạ. Con này bảng màu của nó đẹp mà chất cực kỳ đẹp luôn, form đẹp luôn.
Đấy, mã này 370. Lên đơn là B47 kèm số điện thoại giúp em nhé. B47 kèm số điện thoại ạ. Em đang mặc là có màu xanh. Đây là có màu cam. Được chưa ạ? Em có màu cam, cho chị mượn cái màu bò luôn này, nó đi kèm với màu này. 244 màu nâu, size 70 cân, có mũ rồi nhá chị nhá. Có cả màu đen đấy. Bộ 224 ấy nó có cả màu đen. Cái bộ không mũ là em không có size 70 cân đâu. Đấy các chị này, lên đơn là 22 à cái gì ạ? B47 kèm tông màu bò. Bò với cam nó là cái gì ạ? Hai cái màu đậm nhạt hơn nhau một tí. Bò là sẽ nhạt hơn và cam sẽ đậm hơn. Bộ này 370. Chất cực kỳ đanh và đẹp ạ. Các chị ơi, sợ quần dài thì mình có thể cắt quần đi được, cắt ngắn đi theo người mình nhá. Không phải lo quần dài, chỉ lo được quần cộc không nới được thôi. Chứ còn dài các chị có thể cắt bớt được thoải mái luôn. B47 màu xanh than. B47 của em có màu gì nhỉ? Màu hồng. Mã và kèm số điện thoại em nhận đơn hàng. Màu xanh em đang mặc ạ, đang bị thiếu mất màu đỏ. Đang bị thiếu mất màu đỏ, chiều nay về bù màu đỏ. 370.000 bộ này. Các chị mình ưng màu nào chốt màu đấy. Form quần viền của nó sẽ pha phối theo áo ạ. Con này đẹp nhức nhối luôn. Em bỏ xuống dưới xong rồi em lấy từng cái một đi. Đấy. Mã cho em màu xanh. B47 370.000. 370 ạ. Đẹp quá là đẹp luôn. B47 đây hồng. Em khoác nguyên áo thôi cho nhanh. B47 67 cân chốt đơn hàng. 67 cân chị ơi. Có cả size 2XL. Chị Liên Đàm ơi, cái mã của bảng màu đấy em có màu rêu, em có màu xanh than. Em có màu gì nhỉ? Em có màu đen nữa đấy ạ. Em có màu đen, có màu mận nữa đấy. Chị lấy màu nào chị báo em nhá. Chứ không phải là mỗi màu rêu không đâu. Ôi giời. B47 hồng. B47 hồng. Có mũ chị ơi, bộ này có mũ. Bộ này phải nói là bán số lượng ra gọi là bão luôn. Bão luôn từ lâu rồi. Đấy, em rơi bảng màu em qua mã luôn nhá. Đấy, màu cam nữa thôi ạ. Đây là màu hồng của B47. Nhớ là các chị lên đơn hàng, lên mã hàng, lên số điện thoại cho em. Nốt màu cam rồi thôi, em qua mã luôn đấy ạ. Em không mặc hết đâu. Hôm nay màu nó lâu lắm, bây giờ lại quấy like rồi. Mấy giờ rồi nhỉ? Uầy, hôm nay sớm mà nhỉ. Áo trong em mặc là 591 ạ. Em vừa mặc là màu gì đấy? Đấy là gọi là màu rêu đấy. Đấy là màu rêu đấy chị. Nó là màu rêu nhưng nó là rêu vàng. Màu rêu vàng. Bộ này là màu cam. Màu cam. Cái bộ đen hay là cái bộ rêu? Đen vừa xong nó là siêu đỉnh 550. Còn cái bộ rêu đấy là rêu chị hỏi đấy là hàng 370, nó là 224. Rêu nó là 224. Mã này màu cam. 370. Size 67 cân chốt đơn hàng nha các chị nhá. Không mặc hết đâu em ơi. Không mặc hết đâu, qua mã luôn đi. Qua mã luôn cho nhanh. Được chưa ạ? 591 cho chị Thanh gọi. Ok, các chị nào ưng B47 thì các chị comment mã nhá. Màu thì em dơ hết màu rồi. Form này các chị nhìn rồi. Không. Chị mặc lại cái len này cho chị đấy. Con này thì quá đẹp luôn. Con này lên với chân váy cũng đẹp nhức nhối luôn đấy các chị. Chốt đơn ạ. Đây các chị này, chất cô tông như này. Dai mềm. Sướng. Mặc một mình nó đẹp, mặc gọi là mặc áo giữ nhiệt, mặc phê luôn. Cái cổ này rất là đẹp luôn với cả cái tay ạ. 185.000. Chị nào vừa hỏi con này nhở. Con này là hàng tàu. Đẹp. Em bán giá tốt cho các chị mình lên luôn. Con này là lấy màu này thừa nó một này, coi như một thôi. Đang mặc cái quần để mặc với cái áo ấy. Cái quần để mặc với lại cái chị nào vừa nãy hỏi len kẻ ấy nhở. Chị nào vừa nãy hỏi len kẻ. Chị nào hỏi di lê thì phải chờ em một tí nhá. Đẹp dã man luôn. Con len ép này còn mấy con. Hai bốn có màu đen, có màu gì đấy. Màu đen, màu đỏ, màu mận đủ màu thôi. Vừa nãy chị bảo chị xem rêu không mũ thì em chả mặc rêu không mũ. Tại vì con đấy em đã qua mã rồi.
Con này đến 70-75 cân chốt đẹp cho em. Các chị ơi, con này bán giá tốt rồi. Các chị không săn được thì tiếc lắm. Hàng của nó này, túi của nó kèm theo, cái túi của nó hàng tàu. Đẹp lắm luôn ạ. Con này các chị lên đơn là A4 và kèm số điện thoại giúp em. A4 em có kẻ tím ạ. Bạn Miu Miu đúng không? À bạn gì nhỉ? Bạn mèo lười ấy, bạn mèo lười vừa hỏi đúng không? Kẻ này em có kẻ vàng và em có kẻ đỏ. Mẫu này là gì ạ? Len ép kéo khóa. Các chị lên đơn là A4 kèm số điện thoại giúp em. Các chị tránh nhìn chị cái bảng giá xem nào. A4 kèm số điện thoại. Chị đang bán tặng là còn 200 mấy cơ mà. 270.000. Con này em bán tặng các chị 270.000. Chị nào đã mua nhà em 300 mấy rồi. Chất đanh đẹp các chị lại mua tiếp rồi đúng không? Có chị nhờ mua hộ rồi. Con này đẹp cực kỳ luôn ạ. À. Em tặng các chị còn giá 270.000. Lên đơn mã hàng là A4 và kèm số điện thoại. Em chốt đơn hàng A4 và kèm số điện thoại. 68 cân quá đẹp luôn ạ. À. Con này ạ, 75 cân chốt đẹp ạ. À. Chị ơi, các chị mua rồi, các chị còn nhờ bạn bè các chị mua. Áo đá em mặc 70 cân không vừa, cái áo ngoài thì vừa. Mẫu này lên đơn A4 cho em ạ. À. Nhà ai bán rẻ hơn được cái chất này. Em tặng các chị còn giá 270 nhưng mà còn ít lắm. 270.000. Mẫu này các chị lên đơn là A4 kèm số điện thoại giúp em ạ. À. 6, 8, 75 cân đều ok ạ. À. Các chị này, cực kỳ đẹp luôn ạ. À. Cực kỳ đẹp ạ. À. Khoác len chung nhá các chị nhá. Nó là khoác len ạ, à, hai túi hộp, nó là dòng len ép kẻ tím của A4. Đẹp ơi là đẹp luôn. Mà đặc biệt là các chị size to ấy, những cái áo Z ấy, mặc những con này vừa gọn vừa ấm vừa đẹp, vừa thời trang. Vừa đẹp và vừa gì ạ? Vừa mấy người mình. Được chưa? Kéo khóa cổ lên được chị ơi. 224 màu xanh than cho chị Tuyết Thu ok ạ. À. Chị ơi đẹp không? Kéo khóa lên được ạ, à, hàng tàu của nó làm rất là tinh tế. Em tặng các chị còn giá 270.000. Quá rẻ luôn đấy các chị, quá rẻ luôn, dòng len ép của Quảng Châu luôn. Cổ của nó sẽ là cổ bẻ. Mã này lên đơn A4 kèm kẻ tím hộ em. Mình ưng kẻ nào mình lấy kẻ đấy. A4 kẻ tím. A4 chất đanh và đẹp cực kỳ luôn. Chị Nguyễn Lan ơi lấy cái này đi. Hôm qua em thấy có chị mua rồi, xong bạn chị đấy lại nhờ mua vì đẹp quá. Đẹp quá. Chị ơi còn có một vài cái thôi ạ. Em có 1, 2, 3 cái thôi, em cũng không có nhiều. Thôi em tặng luôn các chị mình giá tốt. Ai mua trước là giá chuẩn rồi. Bây giờ em tặng các chị hoan hỉ của em nhé, không phải lo gì. Chị mua rồi, rất là nhiều người nhờ mua mã này. Bạn bè lại nhờ mua ạ. Em cũng không có nhiều để em cắt mã đi ấy. Số lượng bán ra quá nhiều rồi. Thấy chưa? Các chị mua ở nhà ai nó cũng rơi vào tầm 350.000. 350.000 nhà em đã bán giá 320 là quá rẻ rồi. 310 nữa đúng không? Đấy. A4 ạ, 48 cân không vừa ạ. Chị ơi đẻo này. Đẹp cực kỳ luôn. Bây giờ em tặng các chị 270. Lên đơn hàng chốt nhanh có một vài con thôi ạ. Một vài con. Không ạ, dồn đơn tối hôm qua nhà em đi hết rồi chị ơi. Trời ơi, hôm qua là 260 đơn. Nguyên buổi tối hôm qua 7 giờ nhà em đi là 260 đơn. Mà bây giờ mà bới ra để mà tìm làm gì còn. Bây giờ nhà em làm gì còn chỗ nữa để mà đơn hôm nay nữa. Hôm nay ít nhất cũng phải rơi vào 200 đơn. Mà bây giờ bới đơn để tìm nữa thì không bới được đâu. Mấy cả đi hết rồi chị ạ. Nhà em 7 giờ tối là đi hết chuyến luôn rồi nhá. Đấy, hàng em có sẵn đấy các chị ạ. Vứt ra là các bạn đóng hàng luôn, để đi luôn hàng. 50 cân không vừa chị ơi, hơi rộng. 50 cân hơi rộng, nói chung là 55, 57 cân đến 75, à 75, 78 cân thì ok. 75, 78 cân. Nhìn hộ em này, hàng nó đẹp dã man như này. Em tặng luôn các chị giá tốt 270, 1, 2 cái, 40 cân không vừa. Chỉ size to thôi, những chị size to mà không lấy những cái mã này quá tiếc. Những chị size to mà không lấy những mã này quá tiếc luôn. A4 kèm kẻ gì ạ? Kẻ này kẻ vàng cho em. A4 kèm màu kẻ vàng 270. Ok chị Trần gắng A4 đỏ ạ. À. Em tặng các chị mình ạ. À. Chất len khoác mà nó ép đẹp như này. Em tặng các chị thích tặng thì tặng cho vui. Chứ còn những mã này em vẫn bán đang đắt hàng. Chẳng qua em muốn cắt mã đi thôi. Em muốn cắt mã đi á các chị ơi.
Kẻ vàng, màu nào cũng đẹp luôn ạ. Kẻ vàng của A4. A4 và kèm số điện thoại em nhận đơn hàng. A4 270. Các chị mình ưng màu nào lấy màu đấy giúp em. A4 kèm số điện thoại. Khóa. Xinh dã man là xinh sang. Xinh sang. Đặc biệt là các chị béo ấy. Mặc những con này vừa đẹp vừa ấm vừa gọn vừa sang. Đẹp ấm gọn sang nhá. Rồi ok em qua mã luôn nhá. Đi nhờ. Lên mã gì nhờ chị nào? À chị nào vừa hỏi em lên di lê đấy ạ. A4 kẻ ta chiều chị làm định dồn đơn ok. Áo đá mặc trong là mã 1591 chị ơi. Đá mặc trong là 591 cho em. Chị nào hỏi em con di lê đấy chị. Có con phao di lê chị nào ạ? Chị gắng đúng không? Chị Trần gắng đúng không? Đâu, em tua lại mấy phút nhá. Cho chị mượn đi. Mượn cái bảng màu di lê đi. Đây chị ơi. Lên màu truyền thống trước này. Lên màu truyền thống trước này. Lên con này là phao di lê cho em. Hai mã rồi nhá. 220.000. Ơ, hôm qua đặt mã 550. Nhà em đang gọi chốt đơn chưa xong. Hay là chị không nghe điện thoại hay là bị sót đơn. Chị Phương Thảo đặt lại cho em đi. Lên mã là siêu đỉnh kèm số điện thoại cho em. Siêu đỉnh và kèm số điện thoại cho em với ạ. Rồi cái áo này mặc với cái áo này cũng hợp quá. Nhà em vẫn đang gọi chốt đơn của đơn ngày hôm qua chưa xong. Đấy thành ra là hôm nay em cứ lên từ từ cho các chị thôi. Con này đẹp dã man luôn. Phao di lê 220. Mã là phao 18 là di lê 185 kèm số điện thoại. Con này size tầm 52, 53 cân trở lên và đến 75 cân đổ lại 78 cân ok ạ. À. Di lê, phao di lê kèm số điện thoại mã 185. Phao di lê mã 185 nhá. Di lê mã 185. Kèm số điện thoại của em. Chị nào dồn đơn thì comment dồn đơn ạ. À. 55 mà có nó phải dài đấy chị ơi. Nó phải dài trùng mông đấy ạ. À. Di lê này không không ấy ạ. À. Rồi ok chị Phương Thảo chốt siêu đỉnh ạ. À. Chốt siêu đỉnh cho em ạ, à, đặt lại cho em với ạ, à, cái mã đấy vẫn là siêu đỉnh. Nó phải là di lê, nó phải là hơi chùm chùm mông để ôm mông. Em cao 1m58 thôi chị ơi. Đấy chứ di lê không mặc đến cặp quần. Đấy nó lại không ngắn cũng cỡn như thế, màu đỏ mận. Pha trung tuổi cho người to. Nói chung là cũng có ít thôi chị ạ. Có ít thôi. Mặc di lê này rất là tiện hơn, các chị làm việc cực kỳ sướng luôn. Đấy, phao di lê mã 185, di lê mã 185 kèm số điện thoại cho em ạ, 220.000. Hai túi hộp, màu đỏ mận. Mặc ấm nóng luôn đấy các chị này. Mặc ấm nóng bỏ ra cái là lạnh người luôn. Nhẹ bẫng mà bâng luôn. Di lê mã 185 kèm số điện thoại giúp em. Di lê 220. Chị nào dồn đơn báo em chữ dồn đơn em mặc lại đấy, tại vì là vừa qua hai lần rồi đấy. Em mặc lại hai lần nhưng mà vẫn cũng muốn bán là vì là cái con này em đang có hàng. Không dài quá đâu chị ơi, chị nhìn em cao 1m58 ạ. À. Nhìn em cao 1m58 đây. Nếu ví dụ chị 1m55 thì có thể dài hơn một tẹo tẹo teo thôi cũng chẳng ảnh hưởng gì. Đấy mặc dài dài một chút nó ôm mông rất là đẹp luôn. Mã này các chị comment là di lê mã 185. 185 ạ, à, kèm màu đen giúp em ạ. À. Đen đỏ mận này. Và màu hồng đỗ. Quần em đang mặc là mã bao nhiêu nhỉ? Cũng 185 luôn chứ sao ấy. Quần em đang mặc có bán 130. Di lê 220 chị Hằng Vũ ok. Mã 185 nhá. Mã 185. Quần này nhìn hộ chị cái mã quần bao nhiêu. Trời ơi. Mác đâu hết rồi. Mã quần là mã 185 cho em. Áo trong có một màu thôi ạ. Siêu đỉnh cho chị Vũ Thị Lệ ok em chốt đơn hàng. Tất cả những cái đơn hôm qua nhà em chưa gọi hết đâu các chị nhá. Áo đá rồi ok ạ, à. Chị Vũ Thu ok em chốt đơn hàng ạ, à. Áo bra nữa dồn đơn đúng không? Mã áo ở trong thì nó là hàng siêu sướng. Áo ở trong nó là mã bao nhiêu nhỉ? Áo ở trong là 210. 201 hàng Quảng Châu. Thích cực kỳ luôn ạ, à. Chị ơi ạ, à. Đến nơi các chị sờ những cái áo các chị đã sướng luôn. Mà các chị mặc lên lại còn sướng nữa. Vì nó rất là thoải mái. Vì hàng này hàng của em là hàng đẹp. Đấy.
cho chị xem lưng quần này như nào. À cạp quần á. Có mấy màu em? Một màu ạ, chị Hằng ơi, một màu. Di Lê ạ, em còn màu ấy nữa. Em còn màu hồng đỗ nữa. Chị ơi, cái quần này của em thì khỏi phải lo luôn ạ. Chị ơi, quần này, quần mã 185, comment là quần 185 kèm số điện thoại giúp em. Nó đây ạ, nó có cái viền này gọi là ôm bụng. Nẹp của nó nẹp to như này và rất là chắc luôn, 130.000. Quần này các chị comment quần 185 kèm số điện thoại, lưng quần đấy. Ôi dồi ôi, tem mác gọi là lăng nhằng luôn. Tem mác lằng nhằng luôn. Quần của nó gần như là quần trơn, chỉ có túi 22 bên cạnh thôi ạ. Quần thì size đến 65 cân chốt quần. Quần mã 185 130.000 một quần, em bao chất đẹp luôn. Không phải lo gì, mặc với áo nào cũng đẹp. Công sở mặc đi làm được, mặc đi chợ được, mặc ở nhà luôn cho em luôn ạ. Di Lê mã 185 220.000. Đẹp lắm luôn các chị ơi, mua cái gì cũng phải yên tâm. Mua cái gì yên tâm cho em. Hàng là toàn hàng chọn hết, không phải hàng vớ vẩn đâu ạ. Phao này lưu ý cho em là Di Lê này những cái size to nhá, và không có size bé hẳn đâu. Không có size bé hẳn đâu, tầm 52 cân trở lên đến 75 cân chốt đơn hàng. 52 đến 75 cân. Các chị comment là Di Lê mã 185 kèm số điện thoại, kèm màu hồng đỗ cho em. Kèm màu hồng đỗ, màu này rất là sáng da này. Đấy, quần mã 185 kèm số điện thoại 130.000 một quần. Mã 185, áo em mặc thì comment là 210 kèm số điện thoại. 210 kèm số điện thoại. Cái Di Lê của mã nào nữa? Mã này đây, còn một cái Di Lê nữa đây chị này. Đưa chị khắc cởi cho. Mã trong là mã 210 210, hàng Quảng Châu đấy chị ạ. Hàng Quảng Châu nó là hàng đắt. Còn nếu là hàng rẻ, cái chất này nó rất là cứng chứ nó không mềm như này, mà nó không dày dặn như này đâu. Nó là hàng thu đông, quá đẹp luôn ạ. Quá đẹp luôn và sang ạ. Đặc biệt là cực kỳ sang luôn. Mã 210. Di Lê trần trám hết trong như này ạ. Các chị ơi, cực kỳ là nhẹ luôn, 210, 210. Size đến 65, 67 cân chốt đơn hàng. Không bị lộ béo, không bị lộ khuyết điểm gì hết. Bao đẹp và bao cả sang nữa. Đấy chưa ạ, bao đẹp và bao cả sang. Đây chị ơi, nhìn con này là con Di Lê 08. Di Lê mã 08 hộ em. Di Lê mã 08, hai cái túi của nó sẽ là rất là sâu như này. Và nó sẽ hai túi chéo và có khóa. Rất là sâu luôn đấy các chị nhá. Đấy, mã này là Di Lê, à Di Lê 108 kèm số điện thoại. Di Lê mã 08 kèm màu đỏ cho em. Màu đỏ này là đỏ mận. Màu này là màu đỏ mận ạ. Đẹp quá. Màu đỏ mận với cả màu đen thôi. Màu đỏ mận với cả màu đen, 220. Size đến 75-78 cân, bao đẹp luôn. Các chị nhìn lớp trong lớp ngoài này. Trần hết như này. Trần hết như này. Ôi nó đẹp quá. Có cả túi bên trong nữa. Có cả túi bên trong rất là sâu luôn. Các chị nhìn hàng Quảng Châu. Có hơn 200.000 cái áo em bán ra cho các chị mình. Gọi là các chị nhận hàng là phê luôn. Nhẹ bẫng luôn. Rồi nó mã này nghỉ đi, mệt quá rồi. Mệt để em chốt đơn, nghỉ nhân viên chốt đơn nhá. Tại vì đơn ngày hôm qua vẫn chưa chốt hết ý. Hôm nay em lên gọi là vui vui vậy thôi. Lên vui vui vậy thôi, không có nhân viên chốt đơn không kịp. Nhân viên chốt đơn không kịp ý ạ. Mã này các chị lên đơn là Di Lê 08 kèm. Di Lê 08 kèm màu đen. Di Lê 08 và kèm màu đen. Dáng của Di Lê thì nó phải sẽ phải ôm ôm. Ôm mông nha các chị nhá. Đẹp cực kỳ luôn ạ. Di Lê 08 kèm số điện thoại. Nhé em nghỉ đã. Ông chốt hết đơn đang mai lại bán tiếp chứ không là là gì nhở. Còn đơn chồng chéo lên ấy, like xong các bạn không chốt được đơn hết thì cũng chết. Đấy các bạn đang gọi chốt đơn tiếp rồi. Đấy còn đơn chiều nay thì không biết có kịp chốt trong chiều nay không hay là cả sáng mai. Nhé em nghỉ đã nhá các chị nhá. Lấy gì được các chị inbox cho em. Quần là mã 185 luôn. Quần thì chị lên đơn là mã quần 185. Chị ạ, mã quần 185. Áo này nó quá xịn luôn ạ. Sướng lắm các chị ơi. Nhận hàng những con này các chị mặc như không mặc gì luôn mà nó sang. Mặc như không mặc gì và nó lại sang nữa ạ. Di Lê 220 chị. Di Lê 220. Quần em đang mặc các chị comment là quần mã 185 kèm số điện thoại em nhận đơn hàng. 185 và kèm số điện thoại. Cái con này có cần phải bê ở nhà không? Các bạn chốt đơn lại không đủ không? Rồi ok. Cái con này là các bạn kia. Sáng nay có người hỏi con này là còn không? Các bạn không còn. Con này còn size L đấy đây.
còn 57 cân còn không, tí nữa cầm nhà để bán luôn. Bộ siêu đỉnh 70 quân 12 quần thể thao được ạ. À, ok chị. Chị Hồng Hạnh ok rồi. Áo này giống 207 thế em. Làm sao giống được? 21. Em đưa cho chị hai con 207 đây. Con này 210. Nó cùng một cái form của nó, cùng một chất nhưng mà nó không giống hình đâu. Đâu? 207 là con này. Đây. Giống nhau làm sao được chị? Nó khác nhau hoàn toàn mà. Chị Hồng Lân ngủ ơi đây. Con này mới là 207, con em đang mặc là 210. 207 và 210, 210.000. Giờ chị xem đây ạ, nó khác nhau hoàn toàn luôn chứ, nó giống nhau thì em bán làm sao? Chị Nguyễn Lan ok rồi chị ơi. Đẹp không? Tất cả nó đều là chất giống nhau, nó chỉ khác nhau cái hình thôi. Các chị lấy hai kiểu đều gì? Hai kiểu đều được. Địa chỉ cũ em nhé, ok chị. Tí nữa nhân viên nếu mà có gọi chốt đơn thì tốt nhất các chị cứ nghe điện thoại cho các bạn ấy chốt đơn nhá. Đấy, các bạn ấy nghe điện thoại để các bạn chốt đơn. Nhìn con áo nó quá sang luôn. Mà giá này là em bao giá tốt cho các chị nên là các chị cũng không phải lo giá luôn ấy ạ. Không phải lo giá luôn, hàng chất đẹp chứ không phải hàng vớ vẩn đâu. Không phải hàng vớ vẩn đâu ạ. Mặt trong của áo này mềm mịn sướng. Mềm mịn sướng. Không lộ bụng, không lộ khuyết điểm và sang nhá. Em nghỉ gì đây ạ? Em nghỉ nhà em chốt đơn nhá. Em chào tất cả các chị. Hẹn gặp lại các chị ngày mai nhé. Thực ra là lên bán hàng mà các bạn ấy kiểu như là chưa chốt hết đơn em cũng cứ bị phân vân ấy. Bởi vì lên bán rất là mệt, xong đến lúc các bạn lại không chốt hết đơn thành ra cũng bị mệt thêm. Thành ra là thôi thì nghỉ đã. Bye bye tất cả mọi người ạ. Bye bye các chị.